Má, con thấy á, người ta mua bông, người ta bán bông quá trời luôn. Không khí Tết ghê quá má ha. Ừ, một chút đi chợ á, mua thêm bông về chưng. Rồi mua đồ đưa ông Táo nữa. Bữa nay 23 rồi đó con. Má, mua ông ta cúng ông Táo là phải mua trái cây, bông, hoa, rồi kẹo thèo lèo, vàng mã nữa đó. Đúng rồi. À, cá chép nữa. Thôi, má không có thích thả cá sống vậy, tội nghiệp nó lắm. Mình chỉ đưa với tiền vàng bạc là được rồi. Ủa, chị Hai. Ủa, chị Táo đi chợ hả? Chị Táo. Chị với con dâu tương lai chị đi chợ mua đồ đưa ông Táo hả? Ừ, còn thiếm, mua được gì rồi? Tôi cũng mới mua sơ sơ à. Chỉ còn thiếu bánh tét với con gà với dĩa trái cây. Đúng rồi đó, hôm nay là đưa ông Táo về trời. Mình phải cúng cho tươm tất. Để ông về trở nên ông Trình với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng sẽ phù hộ cho quốc thái dân an. Rồi phù hộ cho mình làm ăn yên ấm hạnh phúc. Chị mà cần gì chứ. Năm mới nữa hả? Chị hả có tin vui rần rần rồi. Ủa? Mà tôi nghe nói là 26 này đám hả? Ừ đúng rồi, 26 này tôi cưới dâu nè. Mà ta nói công việc bù đầu bù cổ, chưa có mời được ai đi nè. Trời, thiệt là tin vui tới đột ngột ha. Ủa, mà thằng Thọ nó có về nó ăn đám không chị? Thiếm này lãng. Đám cưới anh nó không về ăn chứ ăn gì. Tình em út, duyên thì anh hai. Gặp mặt nhau thì cũng ngại lắm chứ. Tất nhiên là Thọ phải về rồi Thiếm. Anh em thì phải về đầy đủ chứ. Mà con sẽ mời tất cả bà con trong vùng này luôn nha. Mọi người phải đến chung vui với con. Rồi à, Thím Tám với lại chú Ba Sàm nhớ tới nha. Sẵn tiện hát tặng con bài hát á, mình đã từng té bên nhau vào đêm hôm ấy á. Rồi à, mình chụp hình làm kỷ niệm luôn nha. Thôi thôi thôi, để tôi đi về để trễ. Ông chồng tôi nhà ông la chết à. Ôi trời, bữa nay về sớm vậy? Bình thường mà bắt được tôi là cả tiếng đồng hồ á. Hôm nay tại tôi kẹt công chuyện. Lù lù lù. Con nhắc bà Tám cái bài hát gì mà má nghe cái lời lạ quát vậy? Mà tự nhiên bay nhắc cái bà bỏ te te đi một nước luôn á. Không có gì hết, con chỉ nhắc một vài từ khóa quan trọng thôi. Trời ơi, cái bà này bả mà dịnh được má rồi ha. Nói chuyện mấy tiếng đồng hồ khỏi đi chợ luôn đó. Đi đi má. Nhớ tuốt lá cho mai về kịp Tết. Kẹo giao thừa thiếu hẳn một mùi hương. Mai vàng nở như em về đúng hè. Áo vàng phơi sáng rỡ cả con đường. Hay quá, hay quá. Dạ. Cảnh xanh tình nằm thơ nha, hay quá. Hay quá con. Dạ con chào bác, con mới qua. Dạ, bài thơ này là bài thơ Hoa mai ngày Tết của Lê Viết Tư đó bác. Ồ, hay hay hay. Phải công nhận nha, tí má con khéo đặt tên cho con. Tên thơ, cho nên nàng thơ lúc nào cũng quanh quẩn ở trong con hết. Dạ. Hay quá. Ý. Con. Dạ, con chào bác. Thơ mới qua chơi hả con? Dạ. Để xuống con. Cha, bác mua đồ về cúng ông Táo hả? Quá trời luôn hả bác ha? Bữa nay 23 đưa ông Táo về trời. Bác mua đồ cúng ổng, mà phải cúng tươm tất ngang. Với lại khoe dâu mới luôn. Dạ. Ai mượn bà, tươm tướp, tươm tướp. Dạ, con chúc mừng hai bác có con dâu xinh đẹp giỏi giang như em Lucy nè. Với lại hôm nay á, con cũng qua, lúc này học sinh cũng đã thi xong rồi, cũng muốn học rồi. Nên con cũng muốn qua đây coi coi là hai bác lo đám cưới tới đâu, có cần con phụ gì không? Con phụ cho hai bác ạ. Dạ thưa tía má, con mới về. Ủa, con về rồi đó hả? Chào chị dâu. Chào thơ. Cậu này là ai? Đây là John Nguyễn. Là anh họ của Lucy đó tía. Hả? Thôi 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 thôi, đứng đây nói chuyện chi? Thôi mời mời vô nhà nói chuyện. Đi 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 vô nhà, đi vô nhà. Đi 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 đi. Thật ra là tôi về đây không phải đi dự đám cưới. Và tôi cũng không phải là anh họ của Lucy. Ủa? Không về dự đám cưới mà cũng không phải anh em bà con dòng họ gì với anh ta, vậy về đây làm cái gì? Tôi là chồng sắp cưới của Lucy. Gì? Ủa? Bị gì? Ủa? Còn tiếp.
Mà thỉnh cái thứ gì ăn nói bậy bạ gì đây Út? Cuối năm mày làm cho xui cả nhà hả mày? Con biết gì đâu. Lucy, con mau nói cho mấy người nhà quê này biết tôi là ai và con người thật của cô như thế nào đi. Nếu mà cô không nói, tôi sẽ nói cho mọi người ở đây biết. Cha của Lucy từng làm ăn thất bại, bị vỡ nợ, phải vay của tôi một số tiền. Cô ấy đã đồng ý kết hôn với tôi để xóa nợ. Nhưng sắp tới ngày kết hôn thì cô ấy trốn về Việt Nam. Tôi đã mất biết bao nhiêu công sức để về đây tìm cô ấy. Đúng vậy ông Lâu. Nhưng mà bây giờ người ta không thích cưới cậu nữa. Cậu tìm để làm gì? Bà nghĩ tôi bị ngu hả? Tại sao tôi không tìm cô ta? Nếu cô ta không muốn cưới tôi thì cô ta phải trả tiền cho tôi chứ. Trả tiền? Trời ơi, chung quy cuối cùng là nó đòi tiền. Nè, nói đi, bao nhiêu tụi tôi sẽ lo trả cho cậu đàng hoàng. Nói đi. Bao nhiêu? Nhiêu? 400 ngàn. Trời. Nè, cái bản mặt thấy tội nghiệp không? Đàn ông con trai mà mất công từ ở Singapore đi về tới Sài Gòn là lặn lội xuống đây đòi có 400 ngàn. Trời ơi. Nè, hỏi luôn. Đây, trả liền tại chỗ, không có nói nhiều. Mày bỏ tay ra coi. Gửi chú mày 500 luôn, coi như là bo mày 100 đó. Cầm lấy. Rồi đi lên xe đi về đi. Còn có cần thiếu đủ như xin tao xin vậy. 100 gì mà 500 tí ơi. Trả cho người ta, mày làm gì vậy mày? Tí nghĩ sao vậy, từ Singapore tao về để tao lấy 400 ngàn. 400 ngàn đô la đó. Là tính quy ra tiền Việt là hơn 9 tỷ lần đó tí. Thằng ơi, 9 tỷ đâu ra? Lucy, cô theo tôi về Singapore. Khoan, từ con. Từ để gia đình tôi tính. Ông bà lấy gì để tính? Hay là ông bà định bán căn nhà này à? Hay là bán mảnh vườn ngoài kia? Ê, khi dễ vừa thôi nha. Đừng có khi dễ. Tôi đi. Lucy. Lucy, con xin lỗi hai bác. Xin lỗi cả nhà. Cảm ơn cả nhà, thời gian qua đã đối xử rất tốt với con. Lu, để từ từ tính con. Lucy. Ông, nó đi rồi, bây giờ phải tìm cách chứ. Nó nói nó đi thì nó đi chứ ai biết được cách gì, giờ sao giữ nó được. Nhưng mà rồi thằng hai nó biết thì sao? Thì ai biết đâu, bà đang rối, bà đừng có nói hỏi vô nó rối thêm. Anh đi. Lucy. Con xin lỗi cả nhà mình rất nhiều. Lu, ông ơi, làm gì đi chứ? Để con chạy theo Lucy, cô thuyết phục Lucy nha. Bà sao vậy? Bà sao vậy? Tôi khó thở quá. Bác cứ bình tĩnh lại đi bác. Chuyện đâu còn có đó, từ từ giải quyết nha bác nha. Chú Hai Thím Hai ơi. Ủa chuyện? Ủa, chú Hai Thím Hai đây à? Vũ, con đi đâu đây? Dạ, con định qua là để coi mình che đạp ơn trước làm sao. Với lại con qua để bàn với mấy vụ thực đơn á, cô có thay đổi gì không đó chú Hai Thím Hai? Vũ à, thật ra Vũ nè, em cứ ra ngoài em đo đạc đi, coi dựng rạp ở đâu nghe. Dạ. Trời dạ, ơi. Dạ, không sao, em cứ đi. Con đi ạ. Ra đo rạp đi nha. Trời ơi, cái chuyện đang rối tung như vậy, bây giờ con còn kêu thằng Vũ ra coi dựng rạp rồi đồ ăn này kia, lấy đâu ra cô dâu chú rể mà làm. Dạ, trong lúc cấp bách như vậy, rồi hàng xóm láng giềng ai cũng biết hết trơn rồi. Bây giờ á, mình mà quỷ á, thì thiệt là khó xử lắm mà. Khó xử cái gì? Quỷ á, thì có bà con xóm giềng này biết thôi. Thấy không? Còn mà tổ chức đám cưới á, mà không có cô dâu, không có chú rể á, rồi báo người ta đăng, cả nước này người ta biết. Nhục lắm à. Dạ, không có báo nào đăng. Không có cái gì mà nhục hết á. Cô dâu sẽ có, chú rể sẽ có à. Nè, đây cô dâu chú rể hả? Đám cưới Titan hả? Dạ không, đây với đây á thì phải gọi là ông dâu bà rể chứ ạ. Dạ không, ý con là
ông rể, bà dâu, chứ sao gọi là cô dâu chú rể được à? Dạ con sao? Con nguyện thay Lucy làm cô dâu trong ngày trọng đại đó. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ không? Thờ. Dạ. Bộ con còn ý định lấy thằng Phúc hả? Dạ. Thằng Phúc bây giờ á, nó chỉ nghe hơi thôi nè, nó thấy không, mất tiêu không? Không có này không? Mà giờ nghe nó lấy một cái nữa, chắc nó bỏ xứ đi luôn. Dạ. Vậy trời ơi, người ta đứng dạ đó. Dạ thiệt ra thì con biết con với anh Phúc không có duyên đến với nhau, cho nên con đã từ bỏ ý định theo đuổi anh lâu rồi ạ. Gì chứ ai? Dạ. Dạ. Bây giờ thì con đã yêu Thọ rồi ạ. Thương Thọ? Dạ. Dạ con cũng không biết nữa. Nhưng mà trong cái lúc cấp bách như thế này thì con sẽ từ bỏ đi cái tôn nghiêm của một người cô giáo để thổ lộ với Thọ thôi ạ. Bác hy vọng con làm được. Dạ bác cứ yên tâm, mọi việc cứ hãy giao cho con. Thiệt tình luôn á. Hai Lý này sống mấy chục năm nay rồi, cũng gặp nhiều chuyện lắm rồi, đủ thứ hết á. Rồi cũng đã từng coi phim, có nhiều phim lắm, phim bộ, phim nhiều tập trời ơi, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái chuyện nào xảy ra giống như cái chuyện của gia đình tôi đang xảy ra này trời. Nó tùm lum tùm tức la. Tức chứ. Thọ. Tức thiệt luôn á. Làm sao có thể nuốt được cái cục tức này đây? Thì nói đi. Thằng kỳ quỷ đó, nó gài bẫy con. Nó thuê xe sẵn hết rồi, nó đưa Lucy đi luôn rồi. Hết rồi, bây giờ sao hả hai bác? À, nóng quá vậy? Rồi. Đâu cái tật bà chốt bà nhán nè. Trời mày ơi, nói gì nói cũng không trách ta mày ơi. Bây giờ Lucy nó đã muốn đi thì nó đi thôi, ai mà cản được mày ơi. Mà sao ông trời ông trớ trêu thiệt. Ông cho cái này thì ông lấy cái kia. Nhà mình có ba thằng con, thằng nào cũng thành đạt đẹp trai hết. Vậy mà sao đường tình duyên lận đận quá không biết. Sếp ơi. Sếp sếp. Vào đi. Chào sếp. Có chuyện gì? Dạ, sáng giờ sếp đã bỏ lỡ hai cuộc họp với đối tác rồi. Khoảng 30 phút nữa là có một buổi ăn trưa với khách hàng. Sếp có đi được mà, để em báo với chủ phòng đi. Ủa sếp, hình như của sếp có chuyện buồn không sếp? Cậu ăn lương công ty rồi rảnh rỗi đi tám chuyện hả? À, dạ không có. Tại vì em thấy sếp buồn nên em muốn tạo không khí cho vui. Với lại mà sếp, sếp có cần đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc không? Cho thoải mái không? Đi đi, tôi đói bụng rồi. Dạ. Ủa sếp, sau này sếp có nhã hứng mời em ra đây uống cà phê sếp? Cái quán gì đâu mà nóng quá. Bình thường là sếp ăn ở nhà hàng không mà. Sao nay nhiều chuyện quá vậy? Giờ ngồi uống hay về công ty làm? Dạ uống chứ, sếp mời mà. Làm đi. Anh đang đi làm, tự nhiên anh nghĩ tới lỡ mà em làm ở đây á, chủ la em, cái anh xông vô anh cứu em. Anh nói chuyện linh tinh quá à. Lo đi làm đi, ngày đầu tiên đi làm trễ không có hay đâu. Yes madam. Anh đi nghe. Bye bye. Sếp. 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 Hả? Ủa sếp sao vậy? Sao không kêu nữa, sếp thẫn thờ vậy? Bụng sếp bệnh hả? Cho tôi một đen đá. Một đen đá luôn. Ủa Linh. Ủa em lên hồi nào? Sao không nói anh tới đón?
Em đến là để nói lời tạm biệt. Tạm biệt? Em đi đâu hả? Em về Singapore. Khi không là về Singapore. Tụi mình sắp đám cưới rồi mà. Gia đình em có một số nợ và bây giờ người ấy đến tìm em. Linh à, nếu thật sự như vậy thì mình cùng nhau giải quyết chứ. Có những chuyện sẽ chẳng bao giờ giải quyết được. Thật trùng hợp là người yêu cũ của anh và em là có cùng một hoàn cảnh. Linh à, đừng có đi mà. Anh không muốn mất em đâu. Đừng có đi mà Linh. Linh, em rất muốn ở bên cạnh anh. Chỉ có lẽ mình cũng có duyên. Anh sẽ gặp người khác tốt hơn. Linh, đừng có. Cảm ơn anh. Linh, má ngồi thừ lừ dưới đây làm gì nè? Mà dì Tư gọi má sao má không trả lời? Gọi hỏi đám cưới. Giờ mặt mũi nào để gặp người ta nữa? Trời, đám cưới đám hỏi gì đâu. Dì Tư hỏi cái vụ mua mứt. Con nghĩ đi. Má còn tâm trạng để bánh với mứt nữa hả? Rồi nguyên kho mứt má làm á, tính sao? Để ăn. Ăn cho nó ngọt ngào cuộc đời. Chứ cuộc đời này nhiều cay đắng quá rồi. Má, má đừng có buồn nữa. Vui lên đi. Má mới khỏe, má mới trẻ được. Hả? Vui sao được mà vui. Con Lu bây giờ nó như vậy đó. Còn thằng Phúc thì giờ không biết làm sao luôn. Gọi điện thoại cho nó mà má còn không dám gọi nữa kìa. Trời ơi, cái chuyện này thì trước sau gì anh hai anh cũng biết thôi. Với lại anh hai anh đã trải qua được một cuộc tình rất là sâu đậm rồi. Cái chuyện đó anh còn vượt qua được. Huống hồ chi là cuộc tình mới chấm nở với Lucy. Cái thằng quỷ này. Dạ trời ơi, cái thằng này đúng là không có gì ngoài cơ bắp. Con chỉ cần có cơ bắp thôi, con đâu có cần có cái gì nữa đâu. Trời ơi, đứng lại cho. Ngu gì đứng lại cho má đánh rồi hả? Cái thằng quý này. Cái gì đó. Cái gì? Sao mà cũng không hết buồn được. Mà tưởng Tết này của con Lu ăn Tết cùng gia đình mình, cùng dự một bữa tất niên đầm ấm hạnh phúc, rồi Tết đi chúc Tết bà con họ hàng. Có ai ngờ đâu. Má, má đừng có buồn nữa được không má? Uổng công con nãy giờ đánh lạc hướng má, cái má lại buồn nữa. Con sẽ thay Lu làm con gái của má nha. Tết năm nay á, con sẽ luôn ở bên cạnh má đi chúc Tết nha. Cái thằng quỷ này, lo lấy vợ đi, ở đó mà tào lao hả? Chọc cho má vui mà. Sao chưa tới nữa trời. Ủa, chào chị. Ủa? Chị là Thơ đúng không? À, dạ tôi là Thơ. À, còn chị là make up xịn sò nhất thị trấn đó phải không?
Chị thiệt là khéo tìm đó. Ông cha ta thường nói mắt sắc ra miếng. Mắt sắc ra tiếng. Tiệm make up của em á, từ nhân viên đều được đào tạo ở học viện làm đẹp Sài Gòn về đó chị. Trời ơi vậy hả chị? Mắt sắc ra miếng. Vậy chị mắt lắm hả? Dạ có mắt. Dạ nghe không mắt lắm là cũng được rồi. Dạ mà nhân viên chị đâu? Sao chị đi có mình vậy? Cũng chính là em đấy nè chị. Tiệm make up một thành viên siêu xịn sò. Tiệm make up một thành viên siêu xịn sò. Đó giờ tôi chỉ nghe là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không à. Đâu có nghe là make up một thành viên không. Ở nhân thân mày thôi kệ đi. Miễn sao học ở Sài Gòn về là thấy thịnh này. Chị cứ tin em đi. Em đã tới đây em phục vụ chị tận răng rồi á. Thì chị cứ yên tâm. Nè. Mà bây giờ á tôi đang để mặt mộc nè. Lát nữa trang điểm make up cho tôi làm sao mà giống như mấy cô gái trên Sài Gòn đó. Vậy là bây giờ chị muốn make up thành cô gái Sài Gòn đi dự tiệc hay là cô gái Sài Gòn đi chụp ảnh, hay là cô gái xài như thế nào chị? Xài nào cũng được hết trơn á. Miễn sao là make up cho tôi, trang điểm cho tôi đẹp thiệt là đẹp là được. Nếu như mà tỏ tình thành công á thì tôi sẽ mời chị làm cho tôi đám hỏi, sau đó thì làm đám cưới luôn. Được chị, em làm được. Vậy thôi vô hồ biến cho tôi đẹp đi. Dạ. Nói với hắn như vậy đi. Chị đã không có ở Sài Gòn, chi tiết như thế nào á chị sẽ nói với em sau. Xô chậu về Sài Gòn á hủy hết đi. Kêu là chị bận nha. Vậy đi. Cẩn thận đó, cẩn thận chứ, cẩn thận một chút đi. Cái chân sinh ra để đi mà, làm gì đụng đâu té đó hoài vậy. Ủa sao lúc nào anh cũng nghe lén điện thoại của tôi đó vậy? Nè, nhìn mặt tôi giống nghe lén điện thoại người khác hả? Rồi đứng đây là khi nào? Nghe được gì chưa? Bộ cô có bí mật gì sợ người khác nghe hả? Không có bí mật gì hết, chuyện cá nhân thôi. Phúc ơi là Phúc, mày thiệt là ngu ngốc mà. Rõ ràng là cổ có nỗi khổ mà mày không biết. Dạ, con nghe nè má ơi. Con biết cái chuyện con Lu rồi chứ hả? Dạ, Lucy có ghét chỗ con. Má, con sẽ không để cổ đi đâu hết. Má có biết là cô nợ bao nhiêu tiền không má? Hơn 9 tỷ đó con. Nhưng mà tí má nói á, để từ từ tí má tính cho. Mà con Lu nó không có chịu. Dạ được rồi, để con tìm cách nha. Vậy nha má. Nè, nghe má dặn nè. Có cái gì á thì gọi về cho tí má liền nghe chưa. Đẹp quá nè. Sao rồi cô nhà báo, đã tìm đủ nội dung chưa? Dạ đủ rồi.
Tình yêu đẹp của hai bác sẽ là một bài báo rất hay, được ra vào những ngày cận Tết đó. Vậy chứ con tìm được tình yêu đẹp của đời mình chưa? Dạ chưa. Vậy cô chú chúc con sớm tìm được tình yêu đẹp của đời mình. Dạ. Người đàn ông bên mình đó không cần giàu sang, cũng không cần dẻo miệng, miễn là yêu thương mình thật lòng là được. Như chồng tôi nè. Dạ, con cảm ơn cô chú đã giúp con hoàn thành cái bài phóng sự này. Con xin phép con về trước. Ừ, thôi con về lo công việc đi. Khi nào rảnh thì ghé cô chú chơi nha. Dạ. Miếng trứng mà tưởng đâu là miếng thịt bò Kobe, ngon quá. Anh uống ít thôi anh, cứ tưởng uống nhiều sẽ quên nhưng lại càng nhớ thêm đấy anh ạ. Tôi đâu muốn quên, tôi đang muốn nhớ, nhớ tới chết cũng được nữa. Anh ơi, bên thám tử chưa tìm được cô ta. Phụ nữ trông vậy thôi chứ ghê gớm lắm, một khi đã không thích sẽ rất là khó gặp. Vậy mà có những người không muốn gặp cứ xuất hiện hoài. Em chỉ muốn gặp anh nói chuyện thôi. Thế nên em bay từ Hà Nội vào đây với anh nhá. Có người đến gặp anh. Em đi ạ. Chào chị. Vì sao cô biết tôi ở đây mà tới? Thì cứ hỏi trợ lý anh là biết liền chứ gì. Em ơi, cho chị ly rượu. Đàn ông mấy anh ngộ quá ha, cứ hay thích dùng rượu bia để giải quyết cảm xúc của mình. Rốt cuộc cô tới đây có chuyện gì? Em tới đây là để chứng minh cho anh thấy lúc nào em cũng chờ anh. Chờ tôi hả? Chờ tôi để làm cái gì? Giữa chúng ta của ngày xưa và bây giờ đã quá khác nhau rồi. Đúng, chúng ta có khác. Nhưng mà cái khác ở đây là chúng ta đã trưởng thành và làm lại từ đầu. Biết đâu chúng ta sẽ có được một hạnh phúc và một cuộc sống khác hoàn hảo hơn. Hoàn hảo hơn hả? Bây giờ cô đã là một người đẹp, tôi thì cũng có thể coi là một đại gia rồi. Quá hợp lý đúng không? Anh đúng là một tên bệnh hoạn. Tại sao anh cứ phải bị ám ảnh bởi những đồng tiền đó vậy? Đúng, đúng là ngày xưa em đã sai. Nhưng mà bây giờ như thế nào? Em đã biết mình sai và sửa sai. Còn anh thì sao? Anh cứ ôm khư khư cái quá khứ của em mà sống cho đến tận bây giờ hả? Được, vậy thì bây giờ anh hãy ngồi đây mà gặm nhấm nỗi đau của mình đi. Ủa Lộc, em về rồi hả? Sao xỉn dữ vậy?
Ủa, qua nào vậy? Anh qua được gần một tiếng rồi. Em làm gì mà anh hai gọi điện hoài không bắt máy vậy? Anh phải gọi điện cho thằng Thọ để xin mật khẩu nhà em, để vào nhà xem thử có chuyện gì hay không đó. Em họp. Họp nên tắt máy, quên mở mãi. Ủa, mà anh hai qua có chuyện gì không? Em có thể cho anh hai mượn tiền được không? Hả? Mượn tiền? Bộ anh hai cưới vợ thiếu tiền mua nhà hả? Không phải. Chuyện là Lucy Linh đồng ý lấy một người để trả nợ cho gia đình cô ấy. Giờ đây anh ta về tìm cô ấy, anh cần tiền để trả cho anh ta. Ba cái chuyện tình yêu với tiền bạc nó cứ liên quan với nhau sao ha? Ngày xưa cũng vì không có đồng tiền ở trong tay hết nên em mất đi tình yêu của mình. Còn bây giờ thì quá nhiều tiền thì em trở thành một thằng giả dối, cũng mất đi tình yêu của mình. Em có thể cho anh hai mượn rồi anh hai trả từ từ được không? Nay cần bao nhiêu? 8 tỷ. Wow, cũng nhiều ha. Được thôi. Chưa bao giờ em thấy tiền bạc nó vô nghĩa như bây giờ cả. Đây, tất cả anh lấy hết đi cũng được nữa. Má ngủ ghê ta. Kêu đi lấy mật ong thôi mà bắt mình phải ăn mặc đẹp đẽ gì nè. Ăn mặc lịch sự đi lấy mật ong. Cái đường vắng que nè, có ai đâu mà coi. Chắc chỉ có ma coi thì có. Cái gì? Ai vậy? Ê, tôi không có sợ ma đâu nha. Đừng có nhát tôi nha. Trời ơi, nó nhát thì khổ đế vậy ông. Cái thằng quỷ. Bà là bà ra. Ôi, cái gì nó cắn. Bà làm gì vậy? Cái con gì nó cắn. Bà đập thêm chút bể ra. Hư bột hư đường hết rồi. Tao thùi gì ghê quá. Bây giờ này. Sao? Bám theo nó, nhưng mà bà nhớ bà bám theo tôi nha. Ê, Dung ơi, lo tôi ra coi. Trời đất ơi, Dung ngã ba rồi. Ông có dám chắc là có chuyện mờ ám không? Như bác Dung chứ còn nghi ngờ gì nữa. Út con của anh Hai Lý á, nó mặc bộ đồ bé ngót đi ra đường. Hai ông bà mặc bộ đồ bé ngót không kém đuổi theo. Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám rồi. Vậy là hai vợ chồng ông Hai Lý này âm mưu. Chứ còn gì nữa. À, đêm khuya thằng Út nó mặc đồ đẹp như vậy đó là nó chỉ có đi tán gái thôi. Mà vợ chồng của ông Hai Lý á lại đi theo dõi. Tư ơi, Tư.
sao cái gì mà vắng que vậy trời? Giống như cái quán không có bán buôn gì hết. Sao vô đây thấy ớn lạnh quá vậy trời? Tư cái gì mà Tư? Tôi kêu bà Tư phải đóng cửa sớm. Sao vậy? Mướn bà đó. Bà không đóng hả? Không đóng. Bà không đóng quán bà cũng ế à. Quán bà có quán ai đâu. Sao không bán? Ít nhất cũng được 3-4 người chứ bộ. Tôi phải mướn bà mấy ký mức rồi bà mới chịu đóng cửa đó. Bà hối lộ chứ mướn gì, cái đó là hối lộ. Tư ơi. Tư ơi gì Tư? Tư ơi. Người ơi gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Nghe nổi da gà hả bà ơi? Nổi gì? Phải vậy chứ, cô giáo mà. Đúng rồi, nó phải có mấy cái lời vậy đó. Mà nghe nó xến xến nhưng mà nó không có sang. Út con nhà Lý ngồi với con Ma Nữ. Nó phải tự nhiên nổi áo cái chân này. Ở nó sống quá vậy. Dì Tư ơi. Dì Tư ơi, dì đừng chở con dì Tư ơi. Dù một năm hay là trăm năm thì em cũng nguyện sẽ duyên cùng chàng đó. Người ta thẳng thắn vậy mà thấy không? Đi vô thẳng luôn thành phố chứ không có vòng vo như con của mình. Trời ơi, con mình con tôi à, nó không phải con ông. Này. Bà Thơ. Thôi, cứ hẹn hò đi. Con này. Nhưng mà hồi nãy bà nói Ma Nữ. Lắng nghe cái đoạn này đoạn muộn nhất nè. Lắng nghe, lắng nghe. Ủa. Ủa Thơ. Ừ, Thơ nè. Phải Thơ vậy? Ừ. Hết hồn à? Ủa mà Thơ, Thơ nói gì nên duyên cùng chàng là gì vậy? Chàng nào vậy? Thì là chàng đó. Thọ là chàng đó. Ừ, Thọ không hiểu hay là giả bộ không hiểu vậy? Hiểu. Mày hiểu gì? Thằng này nó giống ai sao nó chậm tiêu dữ vậy bà? Giống tôi. Được rồi chưa? Nói vậy đi cho ông hài lòng. Thơ á, Thơ thương Thọ. Từ giây phút mà mình ở trên chuyến xe định mệnh đi cùng với Thọ lên Sài Gòn đó. Rồi giây phút Thọ bảo vệ Thơ ở trong quán bar. Và khoảnh khắc mà Thơ cùng Thọ ở trong căn hộ đó đó. Tụi nó sống chung với nhau rồi. Bình thường. Cái thời này sống thử là bình thường. Làm như cô đó con gái của bà nóng ruột lao. Ơi tụi nó cảm xúc dùm cho má nó khi nghe tin này. Trời ơi lạnh quá. Coi tuồng rồi đó, coi tuồng đi. Nhập vai quá. Thọ chỉ cần bước một bước thôi. 99 bước còn lại Thơ sẽ bước về bên Thọ. Bây giờ nghe, mày đó, người ta nói vậy mà mày từ chối đi. Tao không đập chích. Chích. Chết cái gì? Tính chữa bậy phải không? Chích má mày. Thơ. Ừ. Thơ thích Thọ hả? Thơ ơi. Thật ra thì ngay từ đầu á, Thơ không có phải là mẫu người phụ nữ mà Thọ thích. Thơ ăn mặc rất là quê mùa. Với lại tuổi tác của tụi mình á, Thơ cũng lớn tuổi hơn Thọ. Nhưng mà sau cái chuyến xe định mệnh á thì Thọ cũng đã thay đổi cách suy nghĩ về Thơ rồi. Bà thấy không?
Mày nói văn tự dài dòng, văn tự y chang như bài vậy, bà thấy không? Nó giống y chang như bà, bà thấy không? Thôi nghe, hồi nãy giờ giống tôi nhiều lắm rồi nha. Bây giờ giống tôi hết đó được chưa? Làm ơn đừng có nói giống tôi nữa được không? Thời buổi này làm vậy đó, cột đi tìm châu, phải không? Nhưng mà bảo đảm con Hai Lý không chịu đâu. Ê, cái đó là cảm nhận của tôi thôi nha. Biết đâu á, con trai Út Hai Lý nó ngu mặn là sao? Ôi trời ơi, chứ tôi thấy cô giáo thờ nó cũng sống chân tình lắm. Cô trông cho thằng Thọ hả nó đồng ý. Ờ. Thọ thay đổi cách suy nghĩ với Thơ rồi phải không? Ừ. Vậy là... Thơ rất là xinh đẹp. Thơ rất là chu đáo. Và nấu ăn rất là ngon nữa. Thọ... Thơ rất là tốt. Thọ... Thọ... Sao? Tôi nghĩ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Vì... Vì Thọ... Vì... Thọ im đi. Thọ đừng có nói nữa. Thọ biết hết rồi. Thọ không có xứng đáng với Thọ phải không? Không phải Thơ. Thơ ơi! Thơ! Thơ! Thọ muốn nói là... Trời ơi... Thôi thôi tía. Trời đất ơi. Tía với má theo dõi con hả? Theo dõi hả mày? À... Mày ăn nói với kiểu gì vậy hả? Mày ăn nói với con người ta, mày đối xử người ta kiểu mày coi được hả mày? Ủa? Gì chửi con? Cái thứ mày là máu lạnh vô tình, không biết mày giống ai, mày giống cái giống gì chứ mày giống tao. Cái gì vậy? Nói nó vô tình được rồi. Máu lạnh thứ này thứ kia. Ý nói nó giống tôi hả? Đã thấy chưa? Thì ra cái chuyện này là tía má bày ra đúng không? Mày khỏi tra hỏi mày. Khỏi mày. Nè, ta đối xử với mày đàng hoàng mà mày đối xử người ta vậy hả? Hai cha con nhỏ nhỏ, mọi người nhìn kìa, hồi không ai đi về nhà đi. Vậy cái gì? Bà coi con bà kìa, nó ăn nói gì với người ta làm sao? Người ta là cô giáo, hiền lành chất phác, mong manh dễ vỡ. Mà nó nhỏ mày nhỏ nói đó. Cái gì vậy? Mày đưa mấy cái lời dao như dao cắt vô họng vô hầu người ta. Gặp tôi nghe bà, kiểu này tôi cũng gieo mình xuống sông tôi tự tử. Trời ơi, cái gì mà chết chóc ở đây? Tôi nói là có ớn thì sống à. Tôi nói là có chứ khỏi ớn thì sống. Ê, với cái tính cách nhỏ này, dám nó làm thiệt lắm á. Thiệt chứ dám gì? Con đi đâu vậy? Ê, nó đi đâu vậy? Đi đâu mà hỏi tôi? Trời ơi, theo mà hỏi đi. Nó chạy ra tôi bảo đảm nè. Nó chạy ra nó tôi coi con kia có gieo mình hay không. Rồi bà đi theo bà coi đi. Tôi cũng đi theo. Ô vui à. Chuẩn bị có đám nha. Thơ gái mà thơ. Trẻ mà dại dột quá. Anh ơi, anh nói vậy là sao vậy anh? Có chuyện gì vậy anh? Thì tôi nghe nói là ở cầu kia có người chuẩn bị tự tử đó. Ở đâu vậy anh? Sao anh lo lắng vậy? Bộ người thân người ta. Trời ơi, anh trả lời giúp tôi đi, ở đâu vậy? Thì nghe nói là trên cầu đó, cách đây mấy trăm mét à. Cảm ơn nha. Thơ ơi, Thơ đừng làm vậy Thơ ơi. Đừng lại gần nó nhảy đó. Không biết yêu đương cái kiểu gì mà lại tự tử nữa. Nó đang rối đó, lại gần nó nhảy thiệt đó. Lại làm khổ cha mẹ nữa. Con bé giờ sao mà ghê thiệt á. Xuống đi cô ơi. Thơ ơi, Thơ dừng lại đi Thơ. Thọ chấp nhận là bạn trai của Thơ. Thơ, không phải Thọ nói như vậy là để cản Thơ đâu. Mà Thọ thương Thơ thiệt. Thọ thương Thơ từ cái lúc mà chuyến xe định mệnh Thọ chở Thơ lên Sài Gòn. Nhưng mà tại vì Thọ không dám thừa nhận thôi. Thơ à, Thơ, Thọ yêu Thơ. Thơ, Thơ bước xuống đi. Thơ chỉ cần quay lại một bước, Thọ sẽ bước 99 bước còn lại. Thơ, xuống đây đi Thơ. Xuống đây đi Thơ. Thọ yêu Thơ. Thơ ơi, Thơ bước xuống đi Thơ. Anh im đi. Ủa, sao không phải là Thơ vậy? Ủa, Thơ của tôi đâu? Thơ thẩn gì ở đây? Thơ nào của anh, làm sao mà tôi biết? Ủa, vậy là sao? Thơ ơi. Thơ nè. Thơ ơi.
Thư. 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 Thư ơi, Thư đã nghe hết những tâm tư tình cảm của Thọ rồi. Thư. Thư có biết là Thọ lo cho Thư lắm không? Ủa? Sao? Sao tim Thọ đập nhanh quá vậy? Người ta lo người ta đập nhanh chứ sao? Thư. Còn giận Thọ không? Thọ thương Thọ lắm. Sao mà giận Thọ được? Thương nó còn không hết nữa, làm sao nỡ giận. Thì là không ngủ một đêm trường, theo dõi một tuần cái lương càng cố càng mùi. Còn hay hơn cả một bộ phim truyền hình Ấn Độ mà tôi xem nữa. Anh kia nó không đi anh, không đi, không đi. Không đi, không đi, không đi, không đi. Có người dây xong kìa. Thọ con tôi nữa. Đâu rồi đèn cho nó. Cứu. Thọ. Có sao không con? Cô ơi. Cô có sao không cô? Giang ra bớt đi, giang ra bớt rồi coi chừng con nhỏ nó thở. Cô ơi. Nó thở vậy, nó thở. Có sao không vậy? Có sao không con? Hô hấp nhân tạo đi. Trời ơi, người ta còn tỉnh mà chưa tạo hết. Giang ra cho nó ngon, đừng có ngợp. Tại anh á. Gì? Tại tôi gì? Tôi đang cứu cô mà cô gì vậy? Thì tại anh xin nữa là tôi mất mạng rồi đó. Trời ơi, là sao? Thì tôi với người yêu tôi á là giận nhau rồi đòi chia tay, nên tôi mới đứng đây á. Tôi chờ ảnh tới xin lỗi để làm lành. Ừ. Tự nhiên ở đâu anh xuất hiện. Ừ. Anh diễn tuần diễn gì mà xến rợn đi chứ. Cuối cùng làm tôi phân tâm, tôi phải ngó theo anh. Cái tôi bước một phát trượt té đó. Ý. Thiệt là vô gì, lại nhách à. Cái này ta tự ta té mà mày sao mày nhào xuống mày ôm chi không biết nữa. Ôi. Trời ơi, mất quá. Thôi thôi, không sao con. Nói chung là anh hai, cái kết có hậu rồi mà không thiệt hại gì người, vui vẻ rồi. Ê, được rồi. Ôm sao con, còn để mày coi. Rồi, chuyện mày đi mày không? À. Rồi. Rồi, bây giờ lạnh chứ có hôn đi nè, hôn đi nè. Hôn đi, hôn đi. Nè, ông hôn ngoài này đi. Hả? Hôn hoài. Ôi, trời ơi, Thọ có sao không? Chết rồi. Trời ơi, Thọ cũng hết rồi nè. Để thọ tôi lao cho Thọ nghe. Trời ơi, thương quá. Thọ có sao không? Tùng sen tùng sen tùng sen các tùng sen tùng sen tùng sen rồi, tùng sen coi ngu không, bà coi nó ngu không, tết chứ còn có ngu không, ngu không bỏ đã hư có hết rồi đi đâu ra con trọt cái ly bây giờ. Chịu hợp tác quá chơi mà chơi ngu ghê không. Ngu gì, con muốn lân với bộ lân là phải làm, một làm đầu lân, hai nữa là làm ông địa, chứ không ai mà đi làm là cái đích lân hết. Đích gì, người ta múa đuôi mà. Tại Thọ đó, Thọ muốn là múa cái đuôi. Ờ, tại vì con có cái đuôi. Đuôi con nó giỡn mà ông quá. Ủa tiêm á. Bộ sáng nay có gì ăn ngon hả? Sao kêu con với Thơ ra vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ cái thằng này. Kêu ra đây á. Có chuyện muốn bàn với con nè. Chuyện dạ, gì? Có chuyện gì hai bác cứ nói ạ. Thằng Thơ nữa. Tới nước này rồi, con gọi tía má cho quen miệng đi. Cứ hai bác hoài hả? Gọi tía má đi con. Dạ. Dạ. Tía. À, má. Dạ tía má kêu con ra đây có chuyện gì không ạ? Anh hai bay á, gần đám cưới rồi, nhưng mà thấy không, cũng bị trục trặc này trục trặc nọ, cho nên á không có tổ chức được ngày cưới. Mà đây có còn 5 ngày Thư á, gì gì mời đó là đã mời hết rồi. Rồi đặt tiệc đặt đồ đã hết rồi, mà bây giờ là không có cưới á thì không được, cho nên làm vậy. Nói chung á là tía má thấy hai đứa bay cũng yêu thương nhau thật lòng, rồi sớm muộn gì á cũng tiến tới hôn nhân, cho nên ê,
đừng có nói là tía má bắt con với Thơ thế vô cái đám cưới của anh Hai nha. Chứ gì nữa, chứ gì nữa, chứ gì nữa. Thông minh đó, đúng rồi đó con. Vậy đó. Trời ơi, đâu có được. Sao vậy? Con với Thơ mới có hôm qua chưa có được một ngày hẹn hò nữa. Tụi bay như vậy là nhanh rồi đó. Chứ như tía má ngày xưa nè, có biết ớt giáp gì về nhau đâu. Cái hai bên gia đình người lớn người ta dẫn qua cho coi mắt, cái má thấy ổng cũng được, rồi ổng thấy má cũng đẹp gái, cho nên mới tiến tới, ở tới giờ luôn á. Ừ, hồi xưa quẹo lụm, quẹo lụm. Ơi đâu có được, không có được đâu. Thời buổi này, thời buổi gì rồi, thôi con không có chịu đâu. Nè, đây tới đó còn 5 ngày nữa, thôi còn 4 ngày nữa đi. Tha hồ mày hẹn hò, mày đi ra làm gì làm đi. Ừ. Hẹn hò nói chuyện cũng được vậy. Trời ơi, tía má cứ suy nghĩ lợi cho tía má không mà, không có suy nghĩ gì cho con với Thơ hết vậy. Chơi gì kỳ vậy? Lớn rồi chơi gì chơi kiểu đó. Ê mày. Dạ, dạ, Thơ thấy là tía má nói như vậy cũng có lý mà. Bây giờ tía với má đang ở trong một thế kẹt. Tại vì bây giờ tiệc cũng đã đặt rồi. Ừ. Rồi thư mời cũng đã gửi hết cho bà con lối xóm hết rồi. Bây giờ nó vô thế khó như vậy, mình phải cứu tía má chứ. Đúng rồi. Mày nghe chưa? Nhỏ này biết nghĩ nè. Con Thơ thấy chưa? Ừ. Nó lớn tuổi hơn mày cho nên cái suy nghĩ nó cũng chắc chắn hơn mày. Ủa vậy, cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Nghéo gì? À, tụi mừng là nhà mình sắp có hỷ, sắp có dâu nè, tụi mừng quá. Bà mừng sao bà không nhéo bà đi, bà nhéo tôi. À, dạ tía với má vui tánh quá. À, hy vọng con với lại Thọ sau này cũng sẽ giống như tía má vậy. Thôi, giống gì? Giống như vậy chết luôn á. Chết thì mày chết tao chôn. Mày chết thì tao chôn. Tía có duyên quá. Tao lo mày đầy đủ hết, nè yên tâm. Thôi, không nói nữa đâu. Thôi, đi ăn sáng thôi. Dạ, thưa tía má con đi. Đi con. Tiền đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần tài khoản là chuyển vô thôi. Còn đây, địa chỉ và số điện thoại của Trần Nguyễn. Công nhận Thanh Thư giỏi thiệt, qua một đêm á đã tìm được ngay. Vậy mà một cô gái tìm hoài cũng không được. Thì mà nói đúng mà, chuyện tình duyên của anh em mình á là giận thiệt đó. Chắc là trừ tình Út ra. À, anh Hai nè, anh nhận được điện thoại của tía má 26 tới này về đám cưới Út với lại cô giáo Thơ chưa? Anh nhận được rồi. Nhưng mà công nhận á, tía má cũng giỏi thiệt, kiểu gì cũng xây được hết. Thôi, anh Hai đi trước nha. Cảm ơn nha. Chúc anh thành công nha. Anh chịu tới rồi à? Sao? Anh có chuyện gì cần gặp tôi à? Linh sao rồi? Lucy Linh là người của tôi. Cậu có vấn đề gì cũng đâu cần anh quan tâm. Tôi sẽ trả toàn bộ số nợ của Linh. Anh nghĩ là ngay từ đầu tôi bỏ ra số tiền đó để đổi lấy cậu.
tôi phải mất 3 năm để tìm kiếm cậu. Từ Singapore về tới Việt Nam. Chỉ vì số tiền đó thôi sao? Tôi thích cậu. Nhưng mà Linh không có yêu anh. Tình yêu là thứ có thể dần dần xây đắp được, nhưng chắc chắn nó không xây đắp trên sự ép buộc. Anh đang ép buộc cổ đó. Tôi nói cho anh nghe, tôi không hề ép buộc cổ. Chính cổ tự nguyện đi theo tôi. Nhưng nếu trả được toàn bộ số nợ đó, chắc chắn Linh sẽ không đi đâu hết. Anh lấy số tiền của mình và để Linh được yên đi. Tôi hỏi anh nè, nếu như có một người nào đó trả cho anh một số tiền thật là lớn để đổi lấy người phụ nữ mà anh thích, anh có chịu không? Lucy chính là người phụ nữ mà tôi thích. Bao nhiêu tiền cũng không trả đủ cái công sức mà tôi mòn mỏi tìm cổ. Anh và cổ rồi cũng sẽ quên nhau thôi. Nếu như tình yêu là thứ duy nhất và vĩnh viễn, thì tại sao người ta có thể yêu người này không thành rồi yêu thêm người khác, đúng không? Tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Linh sẽ không đi đâu hết. Đâu phải chuyện gì mình muốn cũng được đâu bác sĩ Phúc. Rất vui vì được gặp anh. Em có biết anh vừa đi gặp ai về không hả? Là bác sĩ Phúc đẹp trai của em đó. Anh ta có đề nghị anh sẽ trả số nợ đó thay em. Em nghĩ anh phải trả lời sao với anh ta? Đương nhiên là anh không đồng ý rồi. Chứ để anh trả nợ thay coi làm sao được, đúng không em? Em là vị hôn thê của anh. Anh bỏ ra một xíu tiền để giúp đỡ ba em thì có hài hứng gì? Anh cũng có nói với anh ta rằng tình yêu là thứ có thể dần dần xây đắp được. Chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi.
anh sẽ... Anh cứ ảo tưởng với cái tình yêu đi. Em không thấy anh yêu em chân thành đến giường nào à? Tình yêu chân thành rồi sẽ hạnh phúc. Tình yêu bệnh hoạn thì có. Cô nên nhớ, chính cô đã tự nguyện theo tôi để cho cha cô không phải vỡ nợ vào tù. Chính tôi cũng đã từng nói là tôi sẽ từ từ trả nợ. Cô nghĩ tôi là cái ngân hàng hả Lucy? Cô hãy tranh thủ tận hưởng bầu không khí ở Việt Nam này thêm một ngày nữa đi. Thiệt tình á, tới giờ phút này á, Thơ cũng vẫn cảm thấy sao sao á. Tự nhiên đùng cái Thọ với Thơ yêu nhau, rồi cái đùng cái Thọ với Thơ cưới nhau luôn. Làm cho tim của Thơ á, đến giờ phút này vẫn còn chưa đập lại bình thường luôn đó. Họ cũng chưa hoàn hồn nè. Cái chuyện này mà tụi bạn của Thọ mà nó biết được á, chắc nó sẽ bị sốc lắm. Cái ngày đám cưới chắc phải đi mời thiệp, rồi phải giải thích từng đứa. Nhắc tới đám cưới á, làm Thơ thiệt ra thì đúng là duyên phận á, thì là cưới thôi. Nhưng mà sao Thơ vẫn cảm thấy thiếu cái gì á. Thiếu gì? Trời đất ơi, nhà của Thọ thuộc dạng khá giả nhất cái vùng này á. Tía má của Thọ đang thèm khát một đứa con dâu nữa. Lần này mà đám cưới của Thọ chắc chắn tía má sẽ chơi lớn luôn á. À, không phải, ý Thơ không phải như vậy. Ý Thơ á, Thơ không có nghĩ tới vật chất đâu. Không có câu nệ cái chuyện vật chất. Chứ nhà Thơ với nhà Thọ cũng gần nhau có mấy bước chân à. Thậm chí á, Thọ rước dâu á, Thọ chỉ cần qua nhà Thơ đi xe đạp rước Thơ về cũng được vậy. Ý đâu có được. Trời ơi, đám cưới của Thọ mà phải làm hoành tráng chứ. Nếu không hàng xóm như lại tụi bạn của Thọ nó biết được, nó cười cho thúi mũi luôn. Đúng là Thơ bị bệnh nghề nghiệp ghê luôn á. Sao nghề nghiệp? Đúng là cô giáo. Nói chuyện thôi mà cũng phê phán lạc đề nữa. Rồi giờ sao? Giờ đi đúng đề nè. Giờ thiếu gì nữa đi? Thì ý của Thơ á là lộ trình từ tình yêu cho đến đám cưới á, nó phải trải qua thật nhiều cung bậc cảm xúc thì mới đến với nhau, nó mới nồng ấm được. Dù gì á, đây cũng là đám cưới của Thơ mà. Lần đầu tiên Thơ cưới nữa. Với lại Thọ cũng là mối tình đầu của Thơ nữa đó. Thơ cần có thời gian hả? Ừ. Thọ thấy cũng hơi gấp thiệt. Ê, không ấy là Thọ nói với tía má là dời cái đám cưới lại nha. À, không được. Dời sao được mà dời. Mình cũng đã đặt tiệc hết trơn rồi. Người lớn cũng đã nói chuyện với nhau hết rồi. Mọi thứ đã lên kế hoạch hết rồi. Làm sao mà dời được. Ý của Thơ á là mình xích gần lại với nhau. Mình đi hết cung bậc này tới cung bậc khác đi. Tưởng chuyện gì? Đi đi. Sợ gì? Thọ là huấn luyện viên thể hình mà. Có cung bậc nào mà Thọ không đi được. Chỉ sợ là Thơ thôi. Thơ Thơ thì yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thơ đã sẵn sàng rồi đó. Vậy bây giờ Thơ muốn bậc nào, núi nào cần leo? Bậc hay núi thì nó quá là to tát đi.
với thơ á chỉ cần đơn giản thôi, chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm, hôn nè, chỉ vậy thôi hả? Tự chuyện gì? Chuyện đó thì dễ ẹt. Hay là mình chưa tới luôn đi. Chào bác. Tí đi đâu hả? Đi lên nhà trên. Lên nhà trên thấy nó gần hơn. Thôi giờ để tí đi vòng cho xa. Đi đó đi đâu? Đi nhà trên rồi đi vòng qua bên kia. Thì thôi còn có chút xíu à, là chú bác đi đi. Thôi đi. Alo. Sếp đâu rồi sếp? Tôi nè. Ý em là sao sếp chưa tới? Khách hàng chờ từ nãy giờ hả sếp? Tôi chết rồi. Tôi đi lạc đường rồi. Đi lạc hả? Nhà hàng này là nhà hàng quen mà. Sao lại đi lạc được? Tôi đi lạc ở quê. Về quê hả? Sếp đang nói giỡn hả sếp? Dạ, con chào dì. Tôi đâu có phước để một giám đốc đẹp trai, giàu có, giỏi giang mà thiếu đạo đức như cậu gọi là gì? Dì à, dì đừng nói vậy. Con... Con với cháu gì ở đây? Tôi xin cậu đi cho, để tôi buôn bán làm ăn. Con biết con có lỗi với dì. Bây giờ dì có chửi mắng hay đánh đập con gì chăng nữa con cũng chịu mà. Tôi không dám đánh cậu á, tôi sợ dơ cái bàn tay này nè. Con xin dì, dì cho con biết bây giờ Sương đang ở đâu à? Tôi cấm cậu nhắc tới con Sương, cậu không xứng. Con chỉ xin được gặp Sương một lần để nói rõ tất cả mọi chuyện. Cho dù Sương có tha thứ cho con hay không, con cũng thỏa lòng mà. Cậu chỉ biết làm cái gì thỏa lòng của cậu thôi. Vì cậu mà đứa con gái hiền lành của tôi biệt tâm, biệt tích. Không biết con có lỗi với gì và Sương nhiều lắm. Cậu không có lỗi. Lỗi là tôi nè. Cái đầu già rồi mà không có khôn, không nhận ra được bộ mặt giả tạo của cậu, để cậu làm khổ đứa con gái ngây thơ tội nghiệp của tôi. Dì có sao không dì? Dì à, tôi xin cậu đó, cậu đi đi. Từ đây về sau cậu đừng xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Như vậy thôi là tôi cảm ơn cậu nhiều lắm rồi. Cậu đi đi. Dạ thôi được rồi, con đi về. Dì nghỉ ngơi. Đi. Tôi coi cái danh sách nè. Bà mời vợ chồng hai dần chưa? Rồi. Mà tôi mới nói thôi mà, chưa có đưa thiệp. Sao không đưa thiệp? Trời ơi, thiệp mới báo sáng nay. Ông làm như ta thần thánh tịnh rẹt rẹt cho mình vậy. Cái đó bà phải biết xử lý chứ. Thí dụ như mình ra cái nhà in á, mình nói là người ta giống như là người ta ưu tiên vậy đó. Cái gì là ưu tiên cho mình, hiểu không? Rồi mình đưa cho người ta thêm chút đỉnh tiền, người ta sẽ làm cho mình rồi gấp gấp. Ông hay quá, sao ông đi làm đi, kêu tôi làm chi rồi giờ la. À, tôi coi danh sách rồi. Sao? Có nên mời ba Sạm không? Sao không? Nợ sát bên không mời kỳ lắm á. Thôi bà ơi,
tôi giờ tôi ngại mời nó qua rồi cái đám cưới con mình cái nó vô nó ăn nói bậy bạ cái trật bà đạp hết bà ơi. Ông không mời nó cũng tìm cách nó mò qua mà lúc đó nó còn nói ghê hơn nữa. Mời nó đi, sao đâu. Ừ, đúng mà, mời nó qua chứ. Đúng rồi. Bỉ mặt nó chứ, cho nó biết hai lý này là có dâu nha. Mà hả, có dâu rồi thì sắp có cháu nha, cho nó sợ. Dạ, thưa tía má con mới về. Ủa chàng, sao về bất thình lình không báo vậy con? Dạ, con tính là không về. Thôi thôi, về được vậy là tốt rồi. Nhà đang rối tung lên nè, chuẩn bị đám cưới thọ. Có con về hay quá, con phụ tía má để lo cái đám. 4 ngày nữa là tới rồi đó nghe. Dạ, con tính về thăm nhà một chút xíu, rồi con lên Sài Gòn luôn. Chàng ơi, vậy mày về đây làm gì? Cái thằng... cái thằng này, nó làm gì như ma trơ vậy ông? Về nó đi tìm. Tìm ai? Ông đừng nói với tôi nó tìm Sương nghe. Chứ nữa? Bà không nhìn con mà hả? Nhìn trên trán nó thấy hai cái chữ thất tình rồi bà thấy không? Thất tình? Ừ. Thôi nha. Trời ơi, nó mà thành với anh Sương tôi cũng ngán à. Trời ơi, cái bà bảy tí bà giữ như quỷ. Hở mà có chuyện gì là chạy qua mắng vốn sao mà chịu nổi. Tôi không ngờ bà có những cái suy nghĩ vậy luôn á. Suy nghĩ gì? Con Sương á, mà nó là dâu mình á, giống như mà trời ban cho một tuyệt phẩm vậy cho bà biết không? Còn cái chuyện hả? Bà bảy hả? Bà bảy tôi cũng ngán, bà tám, bà chín, bà mười luôn, tôi tiếp hết. Hay quá, nhưng mà ngặt nổi con Sương nó có ưng lọc đâu. Bởi vì suy nghĩ cạn, bà không có sanh con gái, cho bà không hiểu được cái gì bên trong của mấy đứa con gái nó suy nghĩ. Gì? Phải rồi, tôi không sanh con gái nên tôi không hiểu. Ông sanh được chắc à? Tôi không có sanh được, nhưng tôi thử hỏi bà nhìn đi. Thằng Lộc với con Sương, nó có chịu với nhau, nó mới giận hờn, nó mới buồn đau vậy. Nó không thương, không yêu, không có gì hết. Mắt nó giận hờn, nó buồn đau chi? Mà hiểu cái gì hết. Hiểu chưa? Ờ hen. Mấy em nói cũng có lý. Tôi thấy thằng ba nhà mình hình như nó cũng thương con Sương đó. Ừ, vậy là chắc vợ chồng mình phải ra tay nữa thôi. Hả? Cái vụ này ông xử lý được hả? Trời ơi, hai lý chồng của bà này giống như là gia cát lượng tái thế vậy đó. Hay quá. Hôm nay á, vợ chồng tôi á, mời thím qua đây á, có chuyện muốn bàn với thím. Có chuyện gì á thì anh chị nói lẹ đi, tôi còn về buôn bán nữa. Thì đó, cái chuyện này là cái chuyện cũng là làm ăn buôn bán luôn đó. Thì nói đi tôi nghe. Là vậy nè, hôm chuẩn bị là 26 này á, là đám cưới thằng Út con tôi. Cho nên là tôi với lại bà xã tôi bàn là sẽ lấy hết nước ngọt, bia gì đó cho cái tiệc đó là bên chị, được không? Bộ anh chị không thấy tôi treo cái bảng là không bán hàng cho nhà hai lý rồi hả? Với lại rất là nhiều đại lý bán giá rẻ nữa, sao không mua mà mua quán của tôi? Biết chứ, ở đây thì có nhiều đại lý, nhưng mà nó không quen, không có biết cho nên là mình mua nó không có thoải mái, cho quen biết nó dễ hơn á thím. Viên vậy nữa nè, nếu mà nhà tôi dùng không hết còn gửi lại thím, thím bán giùm được. Còn đại lý thì mình đâu có gửi được đâu. Làm khó khăn lắm thím ơi. Dạ đúng rồi đó, chứ mấy đại lý khác làm gì được vậy ông he. Thím Bảy à, tôi biết Lộc nhà tôi nó làm chuyện sai trái rồi, nó cũng không có đúng với gia đình thím với con bé Sương, nhưng mà thôi thì mình cũng là người lớn, mình rộng lượng bỏ qua cho cháu nó. Ha thím ha. Bảy tí này không dễ bị mua chuột đâu nha. Thím Bảy vậy đó, khẩu xà tâm thật. Cái gì? Ý anh á, tôi nói chuyện với đánh độc vậy hả? Thôi không không. Ông bởi vậy thím mà cứ không cứ nóng quá. Nè thím biết sao là gì nè, thím có biết cái bài hát mà con gái nó có là không, con gái nó không là có đó. Thím đang nói không á là thím cũng là con gái mà, thím nói không là coi như có, đúng không? Lại có gì chứ bán, đúng không? Cái chuyện của Lộc tôi hứa với thím nè,
tôi với bả sẽ dạy dỗ cho nó đàng hoàng lại. Dạ. Chứ không vì cái chuyện mà của mấy đứa nhỏ mà nó ảnh hưởng cái tình cảm chòm xóm mình lâu nay đâu. Đúng rồi. Nói thiệt nghe. Mình biết nhau lâu quá rồi, mấy chục năm rồi còn gì. Ê, ông, thím Bảy im lặng vậy là thím đồng ý bán cho mình rồi đó. Ừ, ừ. Đồng ý bán bia với lại nước ngọt cho về nhà tôi ha. À. Ừ, thím đồng ý rồi đó. Đồng ý rồi phải không? Thôi mà bỏ qua đi mà, thấy không? Làm ăn mà, là nó làm ăn ha. Thôi được rồi. À, thôi vậy đi. À, không mấy mà giờ qua mình chở luôn đi ông. Ừ, ừ, về nhà tôi chở luôn ha. Thôi khỏi. Để không, tôi... ông còn khỏe lắm, ông chở được. Không, có người chở qua mà. Ấy vậy là kêu kêu ra. Tôi tự chở. À. Tôi đi về á. Dạ thím Bảy về. Ờ thím Bảy về ha. Ừ. Thím Bảy về vui vui vẻ. Không mà cái chuyện cũ bỏ qua. Dạ. Chuyện cũ mình bỏ qua. Ôi trời ơi. Ông ơi, ông ơi. Sao anh vậy? Ai da, ai da. Trời ơi, khổ ghê vậy. Ai da, đưa đây coi. Dạ, đứng không được, đau đau cái lưng sao quá. Nói hả? Trời ơi, khổ ghê á, đi đứng không chịu. Không nổi hả? Đau đau quá, đau cái lưng. Từ 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 từ. Dạ con nghe nè mẹ. Sướng hả? Mẹ nè, con gọi bác sĩ giùm mẹ đi, tới nhà bác Hai. Ủa? Lý á. Bên nhà chú Hai Lý có chuyện gì hả mẹ? Bác bị té rồi, mẹ chứ con. Dạ dạ dạ, để con gọi bác sĩ liền, với lại con chạy qua bển liền. Đau quá, chắc chết quá bà ơi. Mình chuẩn bị như thế nào vậy người nhà? Dạ tại vì chú Hai khiêng nặng nên bị đau lưng á bác sĩ. Ừ, được rồi, để tôi khám cho. À, đừng động vô, đừng động vô. Tôi chưa có đụng mà, làm gì mà la dữ vậy? Đau, đau, làm, trời ơi, sao lâu quá vậy trời ơi. À, đau họng quá, đau họng. Rồi rốt cuộc đó là đau họng hay là đau lưng? Đau lưng. Đau quá. À. Trời ơi chú Hai ơi, ráng để bác sĩ khám đi, chứ không thôi phải lên bệnh viện nằm á. Đó. Ủa, Tía? Hả? Tía sao vậy má? Thôi, người nhà đi ra ngoài đi, để tôi thăm khám cho bệnh nhân. Thôi, khỏi khám. Hết rồi. Thẻ rồi. Ê, ủa sao hay vậy? Làm như nãy lăn qua lăn lại, tự nhiên khớp xương nó vô lại hay sao? Hết đau. Nè, cái số tôi có phước rồi bà, thấy không? Nó khỏe khoắn, thấy không? Đỡ ghê không? Thì mạng ông lớn mà. Ừ, dạ, nếu mà chú khỏe rồi, cho con xin phép con về trước. Ê, 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 đâu có được con. À, chú bị vậy mà con là người đưa chú về đây. À, là cái công ơn này là chú phải đền đáp cho nó đàng hoàng, phải không? À, không, Lộc, dạ. Không mấy con đưa Sương về đi. Để má đưa Tía vô trong phòng cho ông nghỉ ngơi. Nữa hả? Ông mệt phải không? Ờ, đúng rồi. Ờ sao nghe cái lưng nó đau đau vậy? Đi vô. Ờ, dạ nè. Chú thím con về. Ui da, cái lưng hơi đau đau. Ui da. Em tự về được rồi. Anh khỏi đưa em về. Anh đã đi tìm em khắp nơi. Xin lỗi anh, nhà em nhiều việc lắm, không có thời gian tiếp chuyện với anh. Cho dù quyết định như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng cần phải nói chuyện với nhau rõ ràng chứ. Có chuyện gì để nói đâu anh. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, em cũng không trách giận gì anh hết. Nhưng mà bây giờ em nghĩ, tốt nhất cuộc đời ai, người đó sống. Anh không thể sống xa em được. Chắc anh hiểu lầm rồi đó anh Lộc. Em không phải là dạng phụ nữ mà anh đang tìm kiếm đâu. Chưa bao giờ anh muốn lừa dối em. Anh từng là một kẻ không tốt, giống như những gì mẹ em nói. Sau khi chia tay mối tình đầu rất sâu đậm, anh đã lao vào rất nhiều những cuộc tình khác nhau. Anh hoàn toàn mất lòng tin ở tình yêu. Cho tới khi anh gặp em. Hôm ấy,
sau khi trốn chạy cuộc mai mối của tí má, anh đã ra quán nước và gặp em. Anh đã có cảm tình với em, sau đó anh mới biết được rằng em là người mà anh trốn chạy. Nhưng vì má em đã có ác cảm với thân phận của anh nên anh không dám nói ra sự thật. Khi anh muốn nói ra tất cả thì đã quá muộn, vì em đã biết mọi chuyện. Nhưng em à, anh vẫn muốn nói ra sự thật rằng thời gian bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Tình cảm anh dành cho em, mọi thứ đều chân thành. Anh thật lòng xin lỗi em, tha thứ cho anh nha. Còn nhớ con sông quê ngày ấy, nơi em tương tư người đó mỗi ngày, chờ mong may mắn tình yêu cập bến. Anh cùng em bên sông tình dâng đầy. Trời ơi, con sông tình đó có nhầm nhò gì so với tình yêu của Thọ đâu. Thọ vui tính quá. Thọ ơi. Ơi. Thọ. Ủa sao thọ đưa viên sỏi cho thơ vậy? Ủa chứ không phải thơ xè cái tay ra xin viên sỏi hả? Không có phải, mà là thơ nắm tay đó. Nắm tay hả? Tưởng chuyện gì với nắm tay, chuyện nhỏ thôi. Trời ơi sao mà đau quá nè. Thọ làm cho thơ đau hả? Trời ơi, sao thọ nắm tay thơ giống như là Trần Quốc Toản bóp nát trái cam vậy hả? Đâu có đâu, thọ chỉ là Nguyễn Văn Thọ bóp nát chân giò thôi. Cái gì? Thọ nói thơ cái tay thơ là chân giò hả? Không có, ý của thọ nói là cái chân giò là chân gà. Cái gì? Cái tay thơ á mà thọ ví với lại cái chân gà gớm ghiếc đó hả? Thơ, thôi cho thọ xin lỗi nha. Tại vì thọ không có khéo ăn nói, không có biết nói chuyện á. Thơ, cho thọ xin lỗi nha. Thơ. Gì? Sắp tới ngày đám cưới rồi đó, có biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc trong tình yêu mình phải chuẩn bị đó, có biết không? Ừ, biết, thơ biết. Không mấy bây giờ mình tiến hành luôn nha. Tiến hành gì? Mình thực tập á. Thực tập gì? Hay nè. Trời ơi, tụi nhỏ này, tụi bay làm gì đây vậy? Mọi người ơi, ở đây có hai người đang hôn nhau nè. Mắc cỡ quá nè. Đúng là con nít quỷ mà. Nít quỷ? Thiệt luôn á, có cái chuyện hôn nhau thôi mà hết lần này tới lần khác không có thành gì hết à. Bởi vậy á, Thọ thích ở Sài Gòn là vậy. Về đây muốn kiếm một chỗ riêng tư đi hôn nhau thôi mà cũng không được nữa. Ừ. Thơ. Ừ. Tụi nó đi vậy, làm lại nha. Thank you.
nhiêu lần mà không được kiếm nữa sao đeo dây gì đĩa vậy? Mẹ. Ê! Xuống. Dì à, dì cho tụi con vô nói chuyện đàng hoàng đó chứ. Cái gì mà nghe như chuyện phim vậy bay? Trốn không gặp rồi gặp, yêu rồi phát hiện lừa dối, rồi cuối cùng rối não quá, không hiểu nổi luôn á. Dạ, vậy nên hôm nay con xin dì cho con được phép qua lại tìm hiểu em Sương. Tụi bay á, tìm hiểu tới cỡ nào rồi, bây giờ mày đặt chờ cho phép. Hôm nay anh có chuẩn bị cái này. Trước đây anh đã gặp rất nhiều người, nhưng vì bây giờ anh nghĩ tới chuyện kết hôn, cho tới khi anh gặp được em. Ê ê ê, cái này không được nha. Cậu sống thành phố phóng khoáng quen rồi, cái gì cũng dám làm hết. Con Sương của tôi á, nó hiền khô như cục đất vậy đó, không giỡn được. Con xin hứa với dì, con sẽ yêu thương và bảo vệ Sương suốt cuộc đời này. Mẹ, hồi trước tới giờ á, con làm cái gì mẹ cũng ủng hộ con hết. Con mong là lần này mẹ cũng sẽ đồng ý. Chuyện tương lai á thì mặc kệ tương lai. Con chỉ biết á, là bây giờ con thương ảnh, con chấp nhận ở bên ảnh là được rồi nha mẹ. Thì bay làm gì được thì làm đi. Hai đứa con tới giai đoạn này cũng là duyên số sắp đặt cả rồi. Làm vợ anh nha. Ngồi đây thẫn thờ vậy bà? Giờ này cơm nước chưa? Tôi rầu quá ông ơi. Rầu gì? Ông đừng có nói với tôi là ông có trăng rồi quên đèn nghe. Tôi tưởng chuyện gì. Thôi thôi thôi, đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Nè, tôi nói thiệt bà nha, có mình bà thôi, ai mà nghĩ tới cái chuyện này chuyện nọ bậy bạ vậy. Tôi nói thiệt bà nha, bây giờ nè, tôi không có đòi hỏi gì nữa. Bà đối với tôi là cả một vùng trời rồi, thấy không? Đã vậy còn có thêm ba đứa con mình nữa, thành đạt nữa. Tôi đòi hỏi gì, tôi còn cái chuyện lăng nhăng bậy bạ gì nữa. Bà đủ được suy nghĩ bậy bạ, lớn tuổi rồi nghe chưa? Ủa ông đang đi đâu vậy? Đâu gì? Hay lý, ông đi xa quá rồi đó nghe. Bây giờ từng tuổi này ai mà thèm ông nữa. Giỡn à, còn ngon lắm á. Tùng sen, cắt tùng sen đó, ngon. Ngon lắm. Chơi với cha ba xàm, riết xàm y chang chả luôn. Tôi rầu ở đây là mấy đứa con của mình kìa. Con mình á, nếu mà nói vấn đề này lại càng yên tâm nữa. Giờ tôi hỏi bạn ba thằng con mình nè. Giờ thôi nè, hòm hèm giờ này có thằng Út là chuẩn bị có vợ rồi nè, theo cái mong muốn của tôi nè. Rồi cái thằng ba đó là bây giờ nó cũng đang tình cảm, nó cũng đang là chiều hướng là tốt lắm nè. Nó đòi hỏi gì nữa? Trời ơi, tôi nói mình là bây giờ là đầu như đang là hoàn chỉnh nhất. Rồi ông quên con Lu với thằng Phúc nhà mình hả? Hai đứa đó nó thương thì sao đâu. Quên. Đúng rồi, nhắc con Lu tôi mới nhớ. Ái cha, bây giờ làm sao ta? Tôi tính hỏi ông giờ mình phải làm sao nè. Hỏi gì nữa, bây giờ phải tìm cách là giúp đỡ nó liền chứ hỏi gì. Mà giờ mình phải làm cách gì? Giờ chưa nghĩ ra được. Trời ơi, tôi hỏi ông ai về cũng như không. Yên tâm, cơ bản tôi với bà có thể là không nghĩ ra được, nhưng mình có một cái lực lượng hậu phương quá dày. Nè, ba thằng con
Thằng đầu là bác sĩ, thằng thứ hai là giám đốc, thằng thứ ba là coi như là huấn luyện viên của thể hình. Đã vậy cộng thêm hai con dâu tương lai, một con là cô giáo, một con là nhà báo nữa. À, cho nên cái lực lượng của mình nó sẽ hỗ trợ mình đắc lực để mà tìm cái cách nào để giúp con Lưu. À ha, ông nói tôi thấy cũng có lý. Giống như là một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao đúng không? Đúng. Vậy thì, à được được rồi, vậy để tôi gọi cho tụi nó về liền. Khỏi gọi gì hết á, bà gọi được tụi nó cái là con Lưu chắc nó đi về tới bên nước ngoài rồi. Vậy chứ. Không có nói nhiều, báo thằng Lộc, báo mấy đứa nhỏ biết, giờ tôi với bà lên Sài Gòn liền. Gọi báo đi. À, để tôi gọi cho thằng Lộc. Ừ, Lộc hả? Má nè, tía má chuẩn bị lên Sài Gòn gấp đó nghe. Bánh này bánh ngọt, bánh tiêu. Em mời anh thử cho vừa lòng em. Ngon quá ha. Nè nè. Ở đây mát quá ha, đã ha. Mát quá. Nữa hả? Thôi thôi, bánh ngon á, thôi ăn đi, có lúc họ hoài. Giống như con nít á, ăn mất mặt quá. Thôi, thôi ăn nãy giờ đủ rồi, thôi sợ mập á, thôi sợ lắm. Trời ơi, có Billy ở đây mà sợ mập cái gì? Mập á, mình lên mình tập gym. Chỉ cho tập. Để họ đút cho thơ ăn nha. Ôi nhưng mà, thơ ăn nãy giờ đủ rồi. Thôi ăn một miếng đi, nè, đút cho tình cảm nữa. Ngon quá. Nhưng mà thôi sao ăn như đó đủ rồi. Đi lên xe. Ủa tía. Dạ chào bác. Ủa lên xe đi đâu tía? Đi đâu mày hỏi chuyện lẹ lên rồi biết. Sao mà chúng ấy cứ vậy hoài à? Vậy còn chiếc xe máy của con sao? Dạ. Xe máy mày để ở đó đi. Nghe không? Một lát tao điện chú Ba Sàm ra lấy giùm về cho. Thôi, bỏ vô đi. Đi. Sao rồi? Bà gọi cho thằng hai chưa? Gọi rồi. Nó đang trên đường về đó. Giờ này chưa thấy nó. Kìa, nó về kìa. Tí má. Con. Tí má làm chi vậy? Trời đất ơi, tụ họp gia đình về đây, thấy không? Để bàn tán tính toán coi sao, có công chuyện quan trọng lắm con. Ông trời, ông cũng khéo xe duyên. Cho thằng Lộc với con Sương, nó thành đôi. Rồi thằng Thọ với con Thơ, nó cũng có cặp. Con với con Lu cũng yêu thương nhau. Mà ngặt nổi cái thằng quỷ dịch kia, tự nhiên nó nhảy vô làm kỳ đà cản mũi. Mà con nhỏ có yêu thương gì nó đâu. Nói gì nói với con Lu á, không ít nhiều nó cũng sống ở nhà mình bấy lâu nay rồi. Thôi thì phải tìm cách giúp nó chứ. Ủa tía, vậy là mình phải đưa tiền cho hắn hả tía? Nè tía, con vừa đi gặp hắn rồi, đề nghị trả tiền mà hắn không chịu nhận tía. Bởi vậy tao nói ngay từ đầu cái chuyện tình cảm này mà, đặt vấn đề tiền bạc là tao nói sai, sai dữ lắm rồi. Nhưng mà con biết chắc chắn là Lucy muốn trả tiền cho hắn, nhưng mà tại vì hắn không chịu thôi. Đúng rồi, con chứ cũng nghĩ vậy. Chứ Lucy không phải là dạng người mà dễ chấp nhận vậy đâu. Chính vì điều đó cho nên phải cứu nó nè. Tía nói cứu là cứu sao? Trời, ông hỏi tôi kìa. Nè, ông ba ông nè, ông nào cũng học cao hiểu rộng, thấy không? Nuôi mà tao nói đầu tắt mặt tối, không còn một cọng tóc luôn nè. Mà bây giờ hỏi ngược tôi cái câu đó hả? Tự vận dụng cái học thức của mình đi, mà suy nghĩ đi. Nhưng mà con nghĩ là không biết Lucy có còn ở Việt Nam không? Hắn nói là hôm nay sẽ đưa Lucy về nước đó. Vậy thì phải hành động liền kìa. Nhưng trước hết phải biết Lucy đang ở đâu. Hắn vừa hẹn anh ở quán cà phê ở tại quận 3 đó. Vậy là hắn đã có đề phòng rồi. Không cho biết được chỗ ở của hắn. Bởi vì nếu như hắn đang chờ chuyến bay thì phải thuê khách sạn gần sân bay chứ, đúng không? Anh nghĩ bây giờ mình phải hẹn gặp hắn, rồi sau đó theo dõi hắn, coi hắn ở đâu. Nhưng mà chắc chắn bây giờ anh hẹn không được, hắn không chịu gặp anh đâu. Vậy đi em sẽ gọi cho hắn. Em nói là em muốn trả tiền cho Lucy, chứ lại em đưa một số đồ cho Lucy nữa. Thì bây giờ mày gọi cho hắn, nói chị gái này cần trả nợ được rồi. Gì nè, trời ơi, chị gái vậy? Nó tình thơ. Tôi tình thơ nghe. Ôi,
em dâu tương lai của mình đó. Mà chị gái cái gì? Hai đứa nó vài bữa nó đám cưới rồi. Em mình đám cưới, sắp có em dâu rồi. Bây giờ nó chị gái tự nhiên cái kêu người ta bằng chị ha. Thôi con đừng có giận. Bởi vì anh ít gặp con cho nên không nhớ tên. Thì bởi vì con mất thời gian đi kiếm con dâu cho tía má đó. Con lại thôi, khỏi. Kiếm đâu không thấy. Mà thấy tối ngày tía má mày bị người ta chửi rồi. Thôi đi. Bây giờ cha con mấy người có tập trung mà lo chuyên môn không? Ở đó mà cãi nhau hoài à. Thọ. Dạ. Con gọi điện thử coi. Họ nói sao để mình biết đường mà tính chứ. Dạ để con. Alo. Có phải anh John không ạ? Cậu gọi tôi có việc gì? Có một người bạn nợ tiền của Lucy, muốn trả cho cô ấy nhưng mà gọi cho cô ấy hoài không có được. Nên mới nhờ tôi gọi giùm anh nè. Em có người nợ tiền hả? Có vẻ cậu không muốn lấy. Ê, nhưng mà hình như là nợ nhiều lắm á nha. Ủa, chị nợ bao nhiêu lận? 200 triệu. Ôi, tới 200 triệu luôn hả? Ôi, 200 triệu luôn đó anh ơi. Trời, mấy bà này cũng ngộ ghê á. Mình là bạn bè thân với bà mà bà không bao giờ cho mình mượn tiền. Chứ cho người ngoài mượn tới 200 triệu. Thiệt tình luôn á. Anh ơi, nếu anh không lấy thì thôi nha. Bạn em nói trả 200 triệu đó. Tôi sắp lấy chồng là chủ quán bar. 200 triệu thì lấy làm gì? Có sẵn 200 triệu tiền mặt đó chưa? Cái chuyện này thì tôi không rành lắm. Để tôi đưa cho anh nói chuyện trực tiếp với lại cái bà chị này nha. Nè chị ơi, chị nói chuyện với ảnh luôn đi. Alo. Dạ anh John hả? Anh John. Dạ. Dạ phải rồi. Dạ em mượn tiền Lucy. Lâu lắm rồi mà em nghe nói là Lucy chuẩn bị về Singapore. Em có gom tiền 200 triệu lận với lại một ít đồ đạc á để gửi cho Lucy đó anh. Mà em gọi Lucy hoài không được á anh. Dạ anh lấy giùm em được không? Ok được rồi. Vậy bây giờ là anh đang ở đâu? Anh cho em địa chỉ được không? Em tới em đưa cho anh. Dạ. Bây giờ tới chỗ của tôi á không tiện cho lắm. Để tôi nhắn địa chỉ quán cà phê cho. 30 phút nữa gặp nhau ở đó. Tại tôi sắp ra sân bay rồi, đừng tới trễ nha. Dạ. Tắt máy luôn rồi. Trời, bây giờ còn 30 phút nữa kìa. Bây giờ sao? Sao? Nó sắp đi ra sân bay rồi kìa. Rồi, tôi nhắn coi. Có địa chỉ rồi. Nhắn gì vậy? Quán cà phê ấp hả? Quán cà phê ấp quận 3. Cà phê XO. Quán cà phê XO hả? Quán cà phê XO quận 3. Từ đây qua đó mất khoảng 25 phút. Thích cha, vậy mình còn có 5 phút để bàn bạc tính toán. Thôi bàn đi, 5 phút để bàn, nhanh. Này về bên đi. Ủa, tía má, bây giờ mình phải đưa hắn 200 triệu hay sao? Nhưng mà thơ nghĩ gì nè. Thơ có gặp hắn ở dưới quê hết một lần rồi. Bây giờ đi gặp hắn, lỡ hắn nhận ra thơ thì sao? Thì người quen mượn tiền á thì có vấn đề gì đâu. Bây giờ mà không đưa á, hắn mới nghi ngờ đó. Đúng rồi. Cũng đúng. Mình tập trung á, chiêu diệt với nhau đi. Bạn đi. Sao? Bây giờ anh đi ra ngoài lấy tiền, em ở nhà soạn đồ nha.
Thọ. Dạ. Xếp em gửi. Đây là Thơ, người nợ tiền của Lucy. Ok, có việc gì thì nhanh đi, tôi phải về nhanh cho kịp. Dạ, để tôi đưa tiền cho anh. Được rồi, thôi tôi có chuyện về trước. Chào anh John. Chúc anh thường lộ bình an. Cảm ơn cô. Dạ. Nhanh nhanh rượt theo tụi nó coi. Cái gì mà chạy chậm, trời ơi, thiệt tình đường Sài Gòn sao mà nó đông thấy sợ luôn à. Cái gì mà nói hoài vậy, có im lặng để cho nhỏ nó nhảy không? Mới nói đó chứ chưa có nói hoài. Khỏi dạy tôi. Bà là Tiên Phong nha. Đi. Tía má ơi, tía má cẩn thận nha tía má. Con. Dạ chào hai bác ạ. Hai bác thuê phòng theo giờ hay qua đêm ạ? Sao vậy? Giờ thôi. Dạ, vậy bác thuê mấy giờ? 1 giờ hay 2 giờ? Nhanh mà vô cái tiếng hồ ra liền. Ừ. Dạ, vậy bác thuê phòng thường hay VIP ạ? Phòng thường thôi, chi tốn tiền ư? Thường, tại vì đâu có cái nhu cầu nó không cần thiết. Dạ, vậy bác cho con xin giấy chứng minh nhân dân mình ạ. Chứng minh dân chi con? Dạ, bên con thuê phòng phải có giấy chứng minh nhân dân mới thuê được ạ. Trời, vô khách sạn mà giống như vô công an phường vậy. Ta đi kìa, ta nhìn tôi kỳ quá kìa. Bà có không? Ai đem. Ba Dũng là tôi nghe nói mất hoài á. Rồi tôi nhắc cho. Nhắc nha, chứ để gấp cái mua bỏ lại đó. Dạ, cho con gọi. Thôi chú cần chi giữ gì? Dạ. Cần cái chìa khóa thôi được rồi con. Dạ, cái này là vật dụng để mình sử dụng trên phòng á chú. Ừ, cái nào chìa khóa? Dạ, cho con gửi. Có thấy đâu mà coi. Giờ khách sạn nó sờ kính mà không thấy cái lỗ nào. Không có giọng không? Có tưởng tụi bà giọng không? Ê, có cái lều kìa. Đừng có làm phiền người ta mà.
kia cũng làm phiền. Gọi. Ê, thằng Phúc nó gọi kìa. Nghe đi. Alo. Tía nè. Bên Tía sao rồi Tía? Chưa thấy gì hết con ơi. Tía, bây giờ á, con tạo cuộc gọi nhóm. Tía để ý nghe. Gì? Nhóm gì? À, nhóm mà đưa đây ra đây. Nó tạo nhóm gì cho mình nó để ý coi. Để tôi mở. Mà xài cái này tôi có rành đâu. Nè, tụi nó nè. Ừ. Coi đi, coi đi. À, nè, tụi nó nè. À, ừ. Đó. Tụi đang đâu vậy, nó đâu, nó đi rừng nè. Bên đó sao rồi? Ừ, em đang kiểm tra nè. Nhưng mà nãy giờ không có thấy. Toàn bị chửi không nè. Alo. Lộc, bên em sao rồi Lộc? Gì hả? Chắc cũng sắp tìm ra đó. Rồi Thỏ, bên em sao rồi Thỏ? Cậu đang đi kiểm tra. Kiểm tra nè, chưa có thấy. Sao hai người lại ở đây? Chết sao mất tiêu vậy? Ủa sao vậy? Mất tiêu rồi. Thỏ, Thỏ, bữa nay em sao rồi Thỏ? Ủa, chắc là mất liên lạc rồi. Trời ơi, bây giờ sao vậy? Đi. Tôi nghe tiếng la đâu, gần đâu trên này nè. Tất cả, lên lầu 3 đi, nhanh lên nha. Lên lầu 3 đi. Hai người theo tôi về đây sao? Thì tại vì tôi muốn chắc chắn anh đã đưa 200 triệu cho Lucy. Đúng rồi. Đơn giản vậy thôi hả? Đơn giản vậy thôi. Rồi đó. Tôi đã đưa tiền cho cổ rồi đó. Hai người hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Hài lòng rồi. Hài lòng rồi thì bây giờ mời hai người đi về cho. Đâu có được. Tụi tôi đi về cũng phải có Lucy đi theo. Đúng, Lucy về cùng với chúng tôi. Cười nữa kìa. Cười gì? Cô nói tào lao cái gì vậy? Nè, không có được nói tôi tào lao nha. Tôi là cô giáo đó. Cô giáo không có tào lao. Nè, thơ không có nói tào lao nha. Nha. Bây giờ Lucy phải về cùng với chúng tôi. Đúng rồi, Lucy đúng. Phải về với chúng tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Hai người bắt giữ người trái phép. Ê, mình bắt giữ nào vậy? Cái gì? Anh á, anh là người ép Lucy vì cái khoản nợ. Chính cổ tự nguyện đi theo tôi. Tự nguyện hồi nào? Có đúng vậy không hả Lucy? Có tự nguyện không? Đó hay chưa? Tao đâu có trả lời anh. Tôi đâu có trả lời đâu. Đã tới giờ ra sân bay rồi, tôi đi đây. Ê, đâu được. Không được. Không được. Muốn dẫn Lucy đi thì phải bước qua xác của tôi. Xác tôi nữa. Hai xác. Được. Tôi sẽ bước qua xác hai người. Nó bước qua luôn kìa. Gì vậy? Dạ. Làm gì? Nó có dao kìa. Anh không có được manh động nha. Không được là mày đó. Chắc hai người chưa biết rồi file của thằng này đã từng hạ biết bao nhiêu đứa như hai người. Đủ rồi. Dừng lại đi. Anh đã nhượng bộ cho họ quá nhiều mà họ làm tới. Bây giờ cưng hãy để yên để anh bước qua xác của tụi nó. Hay lắm tụi ơi, hay lắm. Mày không được làm hại Lucy, làm hại thôi mày. Buông cái ra. Đây ra. Ui, ui.
mày đấy nè. Ê, ê, không được làm bậy nha. Không có được manh động nha. Ừ, không được làm manh động nha. Nè nè nè, tôi cẩn thận, Lucy. Nè nè nè, bình tĩnh lên đi. Nè, anh không được làm bậy nghe chưa? Không được làm bậy. Nè, nè, bình tĩnh lên đi. Lucy, con, mau buông Lucy ra. Anh nghĩ tôi khùng hay sao? Anh nói gì tôi cũng nghe hả? Nè, hành động qua cái tội phạm mà tôi uy hiếp đó, chính các người uy hiếp tôi. Lucy tự nguyện đi ra tôi. Các người né ra. Đi thôi. Đi. Tôi không muốn đi với anh. Anh nghe chưa? Lucy, bằng cháu đá bác vậy hả? Em nói rồi em nuốt lời hả Lucy? Lucy, Lucy, đi thôi. Trời, né ra. Nè, anh không có được là bậy kia chưa? Đi. Lucy. Ê, con lũ kìa ông. Tí má cẩn thận. Nó cầm dao đó. Tí má cẩn thận. Ồ, mắt thấy không rõ, dao. À, dao thiệt, dao thiệt. Thôi, đi đi. Né đi, né đi, để nó làm bậy. Cẩn thận nha tía. Ờ, không sao đâu. Lucy. Má. Lũ ơi. Tía, giờ sao tía? Bây giờ gì con lũ nó sống cũng như người nhà mình á. Thôi giờ ra sân bay tiễn nó đàng hoàng chứ. Trời ơi. Không được đâu mọi người ơi. Đợi hắn đi chút xíu đã. Hắn đang đề phòng, cẩn thận phát hiện ra chúng ta. Với lại mọi người yên tâm đi, con đã nói trợ lý ghi lại biển số taxi rồi. Mời anh xuống xe. Anh đã bị bắt. Các anh bắt tôi vì tội gì? Anh đã bị bắt vì tội dùng vũ khí đe dọa người khác. Xin mời anh theo chúng tôi về đồng làm việc. Đi. Sao nó lâu quá, tôi rốt ruột quá. Ok, nó về kìa ông. Tía. Sao rồi, sao má? Rồi? Sao rồi tôi con? Con ngồi đây. Lộc, sao rồi? Dạ, thưa tía má. Hắn không bị kết án gì cả, nhưng chắc chắn là sẽ bị trục xuất về nước sớm thôi. Ờ, đủ gì đó luôn em. Một cách ly đừng cho nó qua nữa. Vừa đây, vừa đây. À, vừa đúng dịp có trái cây ăn luôn. Thôi thôi, thôi bây giờ vậy đi. Đi về quê liền. Để làm đám cưới. Ừ, ừ, đúng rồi. Đám cưới Tết sát bên đích rồi. Chưa có chuẩn bị gì hết á. Đi, đi tụi con. À, trước khi tía má về, con có chuyện muốn thưa. Trời ơi, thôi nha. Cuối năm rồi nha, gần Tết rồi nha. Mày đừng có thưa gửi nữa rồi tùm lum la chuyện nữa nha. Để cho con nó nói. Chuyện gì con? Dạ. Con mới cầu hôn Sương. Ủa trời, ủa nữa hả? À. Wow. Con có nói chuyện với mẹ Sương và được đồng ý rồi. Cho nên kỳ này con muốn đám cưới luôn. Trời ơi. Mình làm hai cái luôn. Ừ cũng được, xong hỉ vậy vui. Đúng đúng rồi đó, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Tiệc rồi có sẵn hết rồi, bây giờ ráp thêm cái đám cưới nữa càng vui chứ làm sao. Ừ có gì đâu, thấy được á vui đó. Ừ vậy đi. Ờ không ấy, làm cái đám cưới cho anh ba trước đi, còn cái đám cưới của con để sau cũng được. Ờ cái ủa cái đó là tại vì không phải ý của con là tại vì thấy mọi người gấp gáp quá, sợ là mọi người sẽ cập rạp nên mới nói vậy thôi. Đó là ý kiến cá nhân. Chừng thì rút rút lại đi. Cập rạp gì đâu, tiệc cưới có sẵn hết rồi. Bây giờ ráp vô hai cái đám cưới luôn cũng được mà. Ừ, có gì đâu con. Tía. Gì nữa? Con xin cưới luôn. Cảnh, cảnh. Vốn dĩ ngay từ đầu á, đây là đám cưới của tụi con mà. Con muốn Lucy là vợ chính thức của con, để tránh những rắc rối có thể xảy ra sau này tía. À. Ê, được. Vậy là ba đám cưới luôn. Được. Vậy là tía làm cho ba cái đám cưới một lúc luôn. Ê, vậy vui à, lần đầu tiên luôn hả? Ê, vậy là lần đầu tiên nha. Một đám cưới mà có tới ba cô dâu, ba chàng rể luôn. Bởi vì ba đứa nhỏ này á, hả? Tên tụi nó đã nói lên hết tất cả rồi. Phúc Lộc Thọ. Cho nên lúc nào ba anh em nó phải cái gì cũng phải một lúc hết. Đó, làm ba cái luôn. Trước Tết luôn. Đúng rồi. Chỉ là tía cho ba làm ba cái đám cưới luôn đó. Má má. Con muốn á là có ba thùng tiền riêng nha. Trời ơi, cái con Thọ riêng đây nha. À. Phúc Lộc
thọ 3 thùng, tôi với bà 1 thùng. Cái? Mừng thọ, tụi nó mừng thọ lại mình. Trời ơi. Thôi được rồi, đám cưới này phải hoành tráng nhất nha. Thôi thôi đi, đi. Ủa, tiếp, tiếp tiếp. Đi đâu vậy tiếp? Chuẩn bị đồ đạc đi về quê để lo đám cưới cho ba đứa tụi con nè. Yeah. Ê, chưa có điều làm lại chào lại cái coi. Nghiêm. Dạ, chủ con chào tiếp. Đó, vậy mới điều. Trời ơi, giỏi quá, ba đứa dâu giỏi quá. Thấy chưa? Sáng sớm mà nó dọn nhà, dọn cửa vậy nè. Đó, cái thằng ba Sam đâu nè. Nè, qua chống con mắt ra mà coi này mày. Ba đứa con dâu tao nó giỏi giang mà, thấy chưa? Con mày ganh tị nghe chưa? Giỏi lắm, bây giờ ba đứa con cứ làm gì làm, thích làm gì làm, không sao hết. Để tí vô, tí làm con gà, lươn gà nó bự bự làm, đãi tụi con. Dạ. Ok. Má. Ủa má. 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 Ủa con chào má. Để con thấy đây. Khỏi rồi để em xách cho. Vậy thôi. Thôi hai đứa làm đi. Đúng rồi. Nhỏ tuổi nhất nhưng mà vai vế là lớn nhất à. Ủa giờ lớn nhất gì? Lớn nhì. Ủa gì? Nhỏ nhất á. Ấy nhỏ nhất á. Ủa gì chị nhỏ nhất hả? Thôi để xuống cái đó hai đứa mà khuyên. Ta nói hồi nào giờ làm cái gì cũng thui thủi con mình nên. Đi chợ cũng xách mặn con mình nên. Giờ về tới đây ba đứa con thay phiên nhau dành hạnh phúc gì đâu luôn á. Biết vậy tôi cưới dâu sớm lần cho tôi nhờ. Thôi để ba vô nấu ăn. Dạ, thôi. Má cứ ở đây đi. Để chị vô nấu cho. Để em nấu. Hai đứa mình vô nấu đi. Đi nấu. Mấy cái đứa này. Lộc. Dạ. Chút nữa con lái ô tô đi giao hàng giùm dì nha. Ủa sao không để con chạy xe máy đi giao cho mẹ? Không có được. Tết người ta mua hàng nhiều lắm. Chạy xe máy rất là cồng kềnh. Như tiệm tạp hóa 7 tí là bán mì gói, bán nước ngọt, bán bia mà giao bằng xe hơi người ta mới nể chứ. Dạ. Mẹ này. Dạ để chút xíu con chở đi cho. Ừ. Dạ. Dạ alo. Dạ con chào chú. Dạ sao chú? Chú nói thiệt hả chú? Dạ dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Dạ dạ con chào chú. Ủa có chuyện gì vậy em? Chú tổng biên tập mới gọi em. Chú nói sao vậy? Chú coi cái bài phóng sự về vấn nạn cờ bạc mà em làm á. Sao nữa? Chú nói là chú sẽ cho đăng trong tuần này á. Chúc mừng em nha. À phải rồi, anh quên nữa. Bữa nay anh có món quà tặng em. Gì vậy? Để chút xíu ha. Nè. Em xem đi. Xem có đúng nó không? Cái máy quay cũ của em nè. Chính nó. Anh phải khó khăn lắm mới tìm ra cái chỗ mà em bán đó đó. Cái máy này là công sức vất vả của em làm việc mới có được nó. Anh nghĩ sau này em có biết bao nhiêu cái máy khác thì cũng chẳng bao giờ bằng cái máy này đâu. Cho nên hứa với anh nha, đừng bao giờ bán nó một lần nào nữa. Em cảm ơn anh. Tình luôn á. Sao cái vết dơ này nó cứng đầu dữ vậy? Thọ dùng hết sức lực của cơ bắp luôn á mà nó vẫn không ra nè. Thọ đưa đây thôi coi. À, nghe. Chỗ này nè.
đó. Họ coi đi. Wow, thơ hay thiệt á. Thơ đúng là siêu luôn á. Thơ có siêu cái gì đâu, chẳng qua là thơ áp dụng phương pháp mà thơ dạy học thôi. Chứ cái chuyện mà mình gõ đầu trẻ là xưa lắm rồi. Bây giờ á là người ta phải dùng lạt mềm buộc chặt. Mưa dầm á thì thấm lâu, phải nhẹ nhàng và kiên trì một chút. Thơ đúng là một giáo viên tốt á. Thọ chỉ tiếc là cái dịp đó Thọ không có đưa thơ lên tỉnh để thi giáo viên dạy giỏi. Có sao đâu, thì thơ không có thi giáo viên dạy giỏi được, nhưng mà thơ được cái khác lớn hơn. Ủa, cái gì lớn hơn? Thì cái gì? Thì là Thọ đó. Ví dụ như là thơ á, thơ không thi giáo viên dạy giỏi năm này được, thì những năm sau thơ cũng vẫn có thể thi giáo viên dạy giỏi được. Mình cũng còn nhiều cơ hội để mà mình thi giáo viên dạy giỏi mà. Nhưng mà tình cảm, tình yêu á thì thì không có được như vậy. Mà cơ hội á thì chỉ đến có một lần thôi. Cũng nhờ cái dịp đó mà Thọ với Thơ cũng có bước tiến. Này, Thơ, Thơ có này tặng Thọ đó. Cái gì vậy? Đây nè. Cái gì vậy? Đây á là chiếc khăn tay mà đã theo Thơ rất là lâu rồi. Thơ rất là quý chiếc khăn tay này bởi vì nó là chiếc khăn tay kỷ niệm của Thơ. Thơ đã gìn giữ nó lâu lắm rồi đó. Bây giờ á, Thơ tặng nó lại cho Thọ. Khi nào mà Thọ mệt mỏi, Thọ nghĩ tới Thơ thì phải lấy cái khăn tay này ra nhìn để đỡ nhớ Thơ nha. Tình cảm hòa cảm quá ha. Chắc mình cũng phải giống như vậy mới được. Cảm ơn Thơ nha. Lucy. Tặng quà cho em nè. Tự nhiên hôm nay bác sĩ Phúc khô khan để tặng quà. Không phải khô khan đâu, anh hơi rành về tâm lý đó nha. Đúng rồi, anh là tâm lý nặng luôn á. Ủa mà sao tự nhiên tặng sổ ta? Có hàm ý gì vậy ta? Anh muốn em sáng tác nhạc ghi vào trong đó. Anh muốn em thể hiện bản thân của mình, tự tin mạnh dạn lên, không ngại ngùng gì hết. Anh ủng hộ em. Ok, em sẽ sáng tác nhạc trong cuốn sổ này. Sắp tới Tết rồi, em sẽ sáng tác một bài rap về Tết. Tết miền Tây. Yeah. Làm liền. Rồi, có sẵn bút luôn. Để coi. Ok. Tiệc mời khách. Gà 200 con. Tôm 50kg. Mực 70kg. Nhóc cụ đúng là. Tí hỏi thử anh hai coi. Hồi nãy con thấy anh lọ mọ gì ở cái tủ á. Sổ này là của ai? Của Tía. Của Tía thì trả cho Tía, không là lớn chuyện. Để bữa sau anh tặng em quà khác nha. Để anh trả Tía. Đúng là bác sĩ Phúc kỳ cục. Đã trời đất không bà ha. Tôi nói thiệt bà, bây giờ không có còn cái gì mà tả được cái hạnh phúc này. Mấy đứa con mình nó về trời mừng dữ lắm bà ơi. Phải chi thời tôi có được mấy cái áo cưới như vậy, tôi bận chắc đẹp lắm ông ha. Chà, chắc lúc đó cái váy nó tội nghiệp lắm. Ông này em thấy là
ba đứa mình đó là ba cái hình rồi. Bây giờ mà chưng đám cưới á là ba cái liên tục như vậy rườm rà quá. Anh vậy đi, ba cặp mình chụp chung một hình thôi, đằng nào cũng tổ chức chung một ngày mà. Ừ, đúng không? Được á. Phải. Trời. Người anh em, chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cưới chung cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhà hai người anh em. Vậy thì chụp chung một hình đúng không? Đúng. Rồi được rồi. Coi cô dâu xong chưa? Nắng lên đỉnh đầu rồi kìa. Nè, cô dâu ơi. Xong rồi đây. Em đưa đây. Đưa đây, đưa đây. Nhìn nè. Bởi vậy á, ông bà mình cũng khéo xe duyên ghê. Cũng nhờ phúc phận gì đó cho nên tôi với ông mới đến được với nhau. Bây giờ tụi mình mới chứng kiến cảnh con cái nó như vậy. Ê, hey, khoan, khoan khoan, từ từ. Đợi mời tía má ra chụp hình chung luôn nha. Tía ơi, má ơi. Bà có quyền, bà có quyền tự hào về cái chuyện này. Bởi vì đây là công sức, không? Là cái sự miệt mài, chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ mới có được cái thành quả ngày hôm nay. Hãnh diện lên chứ có gì hết á. Mãn nguyện rồi. Thì mãn nguyện chứ sao, mặc dù xém lên máu mấy lần. Thôi, bỏ đi. Gì? Bây giờ còn kêu là gì hả? Con xin lỗi. Dạ thưa mẹ, hôm nay đám cưới hai tụi con. Con xin hứa với mẹ, từ giờ về sau con sẽ yêu thương và chăm sóc Sương giống như mẹ từng yêu thương vậy. Con phải hứa chăm sóc nó cẩn thận nghe chưa? Nếu không đừng trách. Mẹ, mẹ này. Vậy mình vô đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn gặp mẹ. Mẹ, mẹ đâu rồi má? Ủa mẹ tính chuyện mà. Chứ khi mẹ về tới, mình nên đám cưới mà khóc gì con? Con chịu đâu. Mà thường nên tính, đến mình đang đám cưới mà khóc. Cứ muốn gặp mẹ. Mẹ. Vô đi con, vô đi, vô đi. Ủa sao hai đứa cô dâu một chú rể? Ủa còn chú rể đâu? Ê, mày đừng làm vậy, bà con người ta cười, người ta tưởng một mình con là cưới tới hai cô dâu luôn á mày. Có à, của con. Chứ, đâu hết rồi? Dạ thợ chắc đi đâu đó, để con đi kiếm. Dạ, để con đi kiếm. Ủa nó đâu vậy Phúc? Con không biết nữa, mới đứng đây đón khách với con mà. Thằng quỷ này khách khứa người ta đầy ở trong đó là lẻ lẻ đi vô chào khách khứa người ta nữa. Mà nó làm ăn kiểu này là chết rồi. Thôi nè, hai đứa con còn khách không? Còn thì đón mời người ta vô. Để tí vô tí sắp xếp chổng chuẩn bị làm lễ rồi nghe. Có gì tí hú về vô liền nha. Thọ đâu vậy? Thọ đừng có bị làm sao nha. Thọ không biết là ta lo cho Thọ lắm không? Bây giờ Thọ không cần gì hết á. Chỉ cần Thọ mình đang xuất hiện thôi. Kìa kìa, bạn ông tới kìa. Nè, nè. Bạn gái mày hả? Tưởng tới đi kè 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 ghê ta. Nó nương tựa. Nè, hôm nay đám cưới con tao nha. Mày vô làm ơn làm phước, mày ăn nói cho nó đàng hoàng á. Mày nói không khéo là có chuyện gì là chết với tao đó. Kiếm cái câu nào có duyên nói nghe chưa? Vô đi. Vô đi chú. Cái gì nữa? Cái gì vậy?
Hoài luôn vậy? Hoài gì? Thế kỷ 21 rồi. Sao? Còn đát không? Trời ơi, đát không đát gì mà cái này là cái truyền thống, hiểu không? Không phải như mày đâu. Muốn sao cũng được hết á. Sao thôi cũng chịu hết á. Trời ơi, ở đâu vậy? Thôi đừng có khóc nữa. Tại sao Thọ Thọ lại ngồi trong đó vậy? Tại sao Thọ ở trong đó vậy? Tại tự nhiên, tại hồi nãy tự nhiên suy nghĩ tới cái chuyện cưới vợ, sinh con, rồi làm cha, rồi nước mắt nước mũi của con làm tôi sợ lắm. Thọ sợ thì Thọ nói thẳng với Thơ đi, tại sao Thọ phải trốn trong đó để làm gì vậy? Thọ không cần cũng được nữa. Thọ không cần nữa. Ê Thọ ơi, Thơ. Ủa? Thơ. Gì vậy? Thơ. Gì? Đưa đây coi. Thơ. 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 Thọ yêu Thơ. 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 Thơ, đồng ý lấy Thọ nha. Ta, ta thấy hôm nay con gái ba có xinh không? Trời ơi, tiếc quá à. Phải chi mà không có dịch ha, ta sẽ về thăm dịp đám cưới của con. Anh nhưng mà ba nhìn đỡ qua qua camera nha, con xin đúng không? Con kể cho ba nghe nha, hôm nay á một đám cưới mà có tới ba cô dâu, ba chàng rể lần đó. Con á nhỏ tuổi nhất nhưng mà con được làm chị dâu lớn đó. Còn cái chị mà lớn tuổi nhất á là cô dâu nhỏ nhất trong nhà luôn, và con là chị hai đó. Con ghi hình cho ba coi nha. Chuyện tình duyên là do ông trời. Chuyện hát. Tới giờ rồi, tôi gọi cho ba xong nhé. Cười, dù gian khó xin nhớ một lời. Chỉ là thử thách thế thôi, mà chuyện tình duyên cũng lắm bất ngờ. Nhiều người gặp nhau là do tình cờ. Tự nhiên đến đứa có mong chờ, nhiều khi đã gần bên bao giờ. Một đời đẹp mãi như mơ. Và bây giờ xin mời tất cả cô dâu và chú rể cùng lên sân khấu. Đầu tiên xin mời chú rể Thanh Phúc và cô dâu Lucy. Tiếp theo xin mời chú rể Thanh Lộc và cô dâu Mai Sương. Tiếp theo xin mời chú rể Thanh Thọ và cô dâu Cẩm Thơ. Và bây giờ xin mời ông bà Hai Lý lên sân khấu. Đại gia đình của cô dâu và chú rể xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.